Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 841 Đặc thù bối cảnh Cái gì? Chắc quản gia kế thừa, không khỏi dững sờ. Tại chỗ tất cả mọi người nghe đến vấn đề này, không khỏi tất cả đều ngây người. Tiếp lấy chính là tất tất dẫn dẫn, trâu đầu ghé tai, một mặt mê mang bắt chuyện lên. Người ở đây đều là thiên vũ đế quốc, ban đầu ngựa hạ thất gia người, cùng chắc phàm đã từng hoặc địch hoặc bạn năm đó đối với hắn thân thế thì cha cái đáy rơi lại là không có chút nào bất luận cái gì thu hoạch hiện tại sở khuynh thành đột nhiên hỏi ra vấn đề này bọn họ không khỏi lần nữa rơi vào cái này xa xương nghi hoặc bên trong đúng vậy a à. giống chắc phẩm dạng này trí dũng song toàn nhân vật đến tột cùng kế thừa nơi nào đây chúng ta cũng muốn biết a à. ây sở lâu chủ a à. vấn đề này ngài không nên hỏi chúng ta chúng ta cũng là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc chắc quản gia là xuất từ lạc gia ngài chắc là hướng người lạc gia nghe ngóng mới đúng a à lúc này một tên ban đầu kiếm hầu phủ trưởng lão chỉ chỉ ngồi tại thượng tọa lạc vân hải thăm thẳm lên tiếng mọi người nghe đến cũng là liên tục không ngừng gật đầu liên tiếp hẳn là đúng a à, chắc là giống người lạc gia nghe ngóng mới là nha chắc quản gia là bọn họ người bọn họ không biết ai biết nhàn nhạt quét mọi người liếc một chút lạc vân hải bất đắc dĩ nhún nhún vai bật cười nói các vị chắc đại ca mặc dù là xuất thân từ chúng ta lạc gia nhưng là cái kia một thân bản sự chúng ta cũng không biết hắn là làm sao tới cho nên ta muốn chư vị tại thiên vũ ngang dọc mấy chục năm, kiến thức rộng rãi, hẳn là có thể nhìn ra chút đầu mối A, cho nên mới tới mời các vị tham đo một cái. Cắt, chúng ta lúc trước nếu là nhìn ra manh mối, có thể nhanh như vậy thì thua ở trên tay các ngươi không khỏi trợn mắt một cái, ban đầu u minh cốc, dược vương điện bọn người, một mặt ngạo kiều nghiêng đầu đi, trong lòng một trận oán thầm, vũ thanh thu bọn người nhìn, mi đầu lại là thật sâu nhăn lại, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, làm sao? cái này chắc phàm là theo trong khe đá đụng tới sao nhiều ngày như vậy vũ địa đầu xà cũng không biết hắn kế thừa xuất xứ lạc vân hải gặp nhưng cũng là lắc lắc đầu mỉm cười cười một tiếng ôm quyền nói vũ sư huynh xin lỗi chắc đại ca là ra từ chúng ta lạc ra từ nhỏ ở lạc gia lớn lên vốn cũng không có gì khác hẳn với thường nhân chỗ từ khi lúc trước lạc gia gặp nạn về sau chắc đại ca mới lực lượng mới xuất hiện tài hoa hiển thị rõ còn hắn kế thừa xuất xứ hắn lúc đó không muốn nói chúng ta cũng không có hỏi lại hiện tại các ngươi đến hoạt động tra hán bối cảnh xin lỗi chúng ta thật cũng là không hiểu ra sao tại sao có thể như vậy mày nhíu lại càng sâu vũ thanh thu thở sâu lại là nhất thời mê mang sở khuynh thành cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thậm chí là có chút thất vọng nàng còn muốn theo cái này dấu vết để lại lên biết được chắc phàm phải chăng ai đáng tiếc cái gì cũng không có thu hoạch được chỉ có diệp lân trong lòng cửa nhỏ rõ ràng nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra đến chỉ là thầm cười thầm chắc phàm kế thừa chính là thánh vực nhiều vị lão đại sở trường các nhà cái nào là bọn họ có thể chỗ bị kịp được bí mật này cũng chỉ có mấy cái thánh thú cùng hắn cái này thánh thú chuyển nhân số ít biết hắn những cái kia phàm phu tục tử làm sao có thể biết trọng đại như thế bí mật bọn họ cũng xứng hừ hừ, hừ. bắt chéo hai chân diệp lân nội tâm hừ khẽ hát một trận đắc ý nắm giữ bí mật lớn nhỏ cũng là giữa người và người tranh lệch thể hiện a à. ha 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 thế mà mọi người ở đây đều vô kế khả thi rơi vào bình cảnh lúc một tiếng thanh âm già nua lại là đột nhiên vang lên sở sở nha đầu không biết các ngươi điều tra chắc phẩm thân thế đến tột cùng là vì cái gì đây chẳng lẽ nói những ngày qua liên tiếp tam tông bị diệt thảm án cùng cái này có quan hệ không khỏi khẽ giật mình sở khuynh thành nhất thời quay đầu nhìn qua nhìn về phía cái kia cả đám trong đám thanh âm truyền đến chỗ trong mắt tản ra hy vọng tri sắc dù sao có thể kêu lên nàng nhũ danh này nhất định là trước kia cùng với nàng thân cận trường giả cửu thúc là ngài quả nhiên sở khuynh thành định thần nhìn lại người kia không là người khác lại chính là ban đầu tiềm long các cửu trưởng lão thần nhãn long cửu là cũng coi là trác phẩm tại thiên vũ sau khi xuất đạo cái thứ nhất trèo lên tiền bối hai người còn ý hợp tâm đầu trực tiếp bái huynh đệ chắc hẳn đối với tại trác phàm sự tình cái này thần nhãn long cửu hẳn là cũng biết một chút nghĩ tới đây sở khuynh thành nhất thời vui vẻ kho người bái nói cửu thúc đã lâu không gặp gần đây được chứ đạm mạc gật đầu thần nhãn long cửu đứng dậy cười nói ha 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 cũng không tệ lắm chỉ là nghe đến trác huynh đệ đột nhiên lâm nạn trong lòng bất giác có chút thê lương nói thật lão phu là không có thực lực kia nếu không mà nói trong mắt tinh mang lóe lên long cửu trong mắt trượt lộ ra một đạo băng lãnh sát ý sở huynh thành gặp cũng là sắc mặt trầm xuống song quyền nhịn không được nắm lại tới đúng vậy a à, bọn họ là không có thực lực này nếu không xuất thủ diệt đi ma sách tông cũng là bọn họ biết bọn họ lúc này tâm tình vũ thanh thu thật dài phun ra một ngụm chọc khí trong lòng cũng là nhịn không được ai thán nhưng hắn lần này thân là điều tra tiểu tổ thành viên cũng không phải đến kích động báo thủ tâm tình sau đó chậm rãi đứng dậy không người cúi đầu nói khuynh thành sư muội xưng ngài vì cửu thúc cái kia vũ Mộ bất tài cũng trèo một câu thân xưng ngài cửu thúc đi há không dám không dám vũ công tử chết sát lão phu nhanh chóng vội vàng khom người thi lễ lòng cửu vội vã khoát khoát tay tuy nhiên vũ thanh thu ôn tồn lễ độ rất là biết lễ không có số lượng lớn đệ tử kiệt ngao chi khí nhưng người ta dù sao cũng là thượng tam tông đệ tử hóa hư cường giả hắn long cửu lại cuồng cũng không dám tại người ta trước mặt cậy già lên mặt a à. vũ thanh thu gặp lại là khẽ cười một tiếng chậm rãi lắc đầu cười nói cửu thúc đa lễ vốn là ngài là chồng bối đây là chắc là ngài thì không cần lại từ chối huống hồ vừa mới nghe ngài ý tứ ngài có vẻ như cùng chắc phạm huynh đệ rất là thân cận như vậy một hồi tại hạ có cái gì nghi hoặc cũng mời cửu thúc ngài tường tận trả lời vũ mỗ ở đây đa tạ đâu có đâu có vũ công tử kính xin chỉ giáo chính là vũ thanh thu lần nữa bái hạ long cửu lại đuổi vội hoàn lễ khiêm tốn lên thấy tình cảnh này vũ thanh thu mới âm thầm gật đầu cuối cùng trở lại chuyện chính cửu thúc thực không dám giấu giếm lần này tam tông liên tiếp bị diệt sự tình chúng ta một phương diện hoài nghi là châu khác thế lực xâm lấn gây nên một phương diện lại hoài nghi việc này, cùng một năm trước chắc phàm bị hại một chuyện có quan hệ, có người ngay tại vì chắc phàm báo thủ. Bởi vậy, chúng ta muốn mời chư vị hiệp trợ, chắc phàm tại thiên vũ trừ các vị bên ngoài, còn có cái gì thân cận thế lực không có. Riêng là hắn một thân thần thông, theo hiểu biết của ta, cũng không phải là nhập ma sách tông thành, vậy hắn tránh thức kế thừa lại là nơi nào. Người nói là, hắn sư môn ngay tại làm đệ tử báo thủ, mi đầu lóc một cái, lòng cửu kêu lên sợ hãi, bọn người người nghe, cũng là không khỏi giật mình tiếp lấy lần nữa châu đầu ghé tai lên không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy đúng vậy a à. cái này nhất định là tông môn báo thù a à. có thể nuôi dưỡng được trác phẩm nghịch thiên như vậy nhân vật tông môn hà có thể là hạng người bình thường trước kia bọn họ không biết trác phẩm hậu trường lợi hại nhưng bây giờ cuối cùng kiến thức đến tây châu ba đại tông môn trong khoảnh khắc hủy diệt cái này tông môn đến có bao nhiêu lợi hại a à? thường nhân có thể chọc được sao riêng là những cái kiên ném chạy tới ban đầu bảy nhà bọn tù binh càng là một trận may mắn may mắn lúc trước thiên vũ đoạt vị chiến là chắc phàm thắng nếu không chắc phàm muốn truyền chết ở trong tay bọn họ cái kia toàn bộ thiên vũ còn không bị hắn sau lưng cái kia ẩn thế tông môn một hơi cho diệt à liền ma sách tông cái kia lệ thuộc tây châu chín tông thế lực đều mơ hồ biến mất diệt bọn họ thiên vũ các phe phái thế lực còn không cùng chơi một dạng khó trách lúc trước tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy ta đã cảm thấy không thích hợp nguyên lai like người ta bối cảnh lớn như vậy à mà sách tông những người kia cũng là không thấy rõ điểm này mới chiêu đến đại họa như thế. Ai? Thật là đáng đời a. À. Xem ra thực lực mạnh cũng không phải chuyện gì tốt, dễ dàng chiêu chọc đến càng đáng sợ đối thủ. Riêng là ngươi còn không biết cái kia đáng sợ đối thủ là người nào. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người một trận cảm thán, thổn thức liên tục, chỉ có Long Cửu, một mực ngưng mi đầu tỉ mỉ suy tư, do dự không thôi, thật lâu mới thì thào lên tiếng nói. Cái này chắc huynh đệ kế thừa, trước kia nghe hắn nhắc qua, bất quá khi đó hắn cũng là thuận mồm nói chuyện, không biết thực hư cái gì cái kia đến tột cùng là nơi nào bất giác giật mình vũ thanh thu nhất thời hai mắt tỏa sáng vội vàng hỏi nói thật sâu hít một hơi lòng cửu trong mắt tinh mang lóe lên một mặt nghiêm túc mà nói cửu u bá chủ ách không khỏi khẽ giật mình vũ thanh thu bọn người nhất thời toàn sửng sốt cửu u bá chủ tây châu có nhân vật như vậy sao diệp lân càng là phúc một tiếng kém chút không có từng ngụm từng ngụm nước phun ra ngoài cửu u bá chủ đây là ám chỉ cửu u mà đấy sao lão đại ngài đang khi dễ những thứ này phàm phu tục tử chưa từng nghe qua thập đế xưng hào a à. mà còn lại người nghe lại là một trận tất tất dẫn dẫn lên trong bắt đồng dạng lộ ra vẻ mờ mịt cửu thúc cái này cửu u bá chủ ếch nói như thế nào đây danh hào ngược lại là thẳng vang nhưng là tha thứ vãn bối kiến thức nông cạn không biết là thần thánh phương nào lại cửa chỗ nào đâu nghe đến một chút hy vọng vũ thanh thu vội vàng lại hỏi chậm rãi lắc đầu lòng cửu bất đắc dĩ thở dài ta đây cũng không biết lúc đó hắn cũng là cười đùa tí tưởng nói chuyện, ta làm, hắn cũng là lừa gạt chúng ta, cũng không có tính toán. Hiện tại các ngươi đột nhiên hỏi hắn kế thừa, có vẻ như hắn nói qua cũng liền cái này một cái đi. Cử u bá chủ, cử u bá chủ, mi đầu một mực thật sâu nhíu lại, vũ thanh thu trong mắt càng thêm mê mang. Cái này ai vậy? Không chỉ là Tây Châu, coi như toàn bộ đại lục, tai to mặt lớn thế lực, cũng chưa từng nghe nói nhân vật này. À, các ngươi biết không? Vũ Thanh Thu lần nữa nhìn về phía tất cả mọi người, nhưng bọn hắn cũng là không hiểu ra sao dao động cái đầu điều này không khỏi làm vũ thanh thu cao mày càng nhíu lên hắn đến dò xét chắc phàm bối cảnh thật vất vả có một chút manh mối lại không nghĩ rằng lại xuất hiện một cái càng thần bí nhân vật cử u bá chủ ai biết mẹ hắn là cái quỷ gì nghe cùng trung châu đệ nhất cao thủ bất bại kiếm tôn một cái cấp bậc một dạng thế nhưng là ai cũng chưa từng nghe qua cái danh hiệu này à diệp lân cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem nghĩ minh bạch xà hồ đồ nhìn lấy hắn cái kia sư huynh tế bào não kiệt quệ mới thôi nếu không các ngươi đi hỏi thăm một chút thiên ma sơn nơi này chợt lại là một tiếng nhẹ nhàng nữ tiếng vang lên vũ thanh thu bọn người vội vàng quay đầu lại chính gặp đây không phải là người khác chính là lạc gia ám ảnh đội đội trường lôi vũ đình không thể nghi ngờ nhàn nhạt, nhạt liếc bọn họ liếc một chút lôi vũ đình thăm thẳm lên tiếng trước kia lạc gia mới vừa vào chú hắc phong sơn thời điểm chắc phàm từng cùng ta cùng một chỗ bố trí nơi này tất cả trận thức cùng phòng vệ thỉnh thoảng đến hắn sẽ nói muốn đem nơi này chế tạo thành tòa thứ hai thiên ma sơn có lẽ chỗ đó cũng là hắn kế thừa chỗ đâu thân thể không khỏi chấn động vũ thanh thu tựa hồ nhất thời tìm tới phương hướng nhưng khi hắn đem hy vọng ánh mắt lại tìm đến phía còn lại người lúc đối mặt hắn vẫn như cũ là từng đôi mê mang ánh mắt da mặt nhịn không được hung hăng co lại vũ thanh thu không cần hỏi cũng biết tên thiên ma này núi lại mẹ hắn ở chỗ nào a à? làm sao cái này chắc phẩm bối cảnh càng đào càng thần bí trừ một chuỗi giải vấn đề căn bản tìm, không thấy một cái sáng tỏ đáp án a, à. bọn họ tiếp đó lại nên đi đến nơi đâu cha? Trong lúc nhất thời, Vũ Thanh Thu thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt đều là đắng chát, "Trác huynh a, à, ngươi thật sự là trong khe đá đụng tới hay sao? Làm sao vô luận chúng ta làm sao tìm được, cũng không tìm tới ngươi can ở nơi nào a?" À? Chương 842, Cửu U bá chủ, núi cao nguy nga Đình. À đứng vững một đạo cao to bóng người, khuôn mặt tuấn lãng, tóc dài phất phới, khóe miệng hai bên còn mang theo hai liếc dìa mép nghênh phong khẽ nhúc nhích không nói ra tùy tiện tiêu sái thế nhưng là cái này nguyên bản cần phải phong lưu phóng khoáng trung niên đại thúc giờ này khắc này ngửa nhìn bầu trời lại là không nói ra bất đắc dĩ cùng ai thán tựa hồ tại sầu lo lấy cái gì giống như hưu 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 bỗng nhiên ba đạo tiếng xé gió lên ba cái thân ảnh quen thuộc trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn lại chính là vũ thanh thu sở khuynh thành cùng diệp lân ba người không thể nghi ngờ nhìn thấy người trung niên này ba người nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu tham kiến nói đỗ trưởng lão ừm lần này đi thiên vũ tìm hiểu nhưng là có thu hoạch gì thật sâu xem bọn hắn liếc một chút cái kia đỗ trưởng lão tựa hồ có chút vội vàng vội vàng hỏi nói lần này ngự thú tông mà sách tông cùng huyền thiên tông tam tông bị diệt phải chăng cùng chắc phàm có quan hệ vẫn là nói khác thế lực liếc nhìn nhau ba người không khỏi toàn cũng không có cách nào lắc đầu thở dài lên tiếng trong mắt lóe lên một đạo nghi hoặc cái kia đỗ trưởng lão mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói thế nào cái này có cái gì khó trả lời sao nếu là chắc phàm thật cùng cái nào thực lực mạnh mẽ thế lực thân cận vậy chúng ta thì xuôi theo này manh mối tiếp tục dò xét nếu không có lời nói vậy liền bài trừ trả thù trả thù khả năng chúng ta liền có thể đem điều tra phương hướng đặt ở tây châu bên ngoài thế lực lên rất có thể đây cũng là trung châu đối tây châu một lần đánh bất ngờ không thể nói được đến khẩn cầu hai vị trí tôn hướng còn lại ba châu tìm kiếm thức viện ai đây cũng là một trận sinh linh đồ thán hạo kiếp a ngửa mặt lên trời thở dài cái kia đỗ trưởng lão một trận trách trời thương dân ba người lẫn nhau nhìn xem lại là trầm mặc như trước cúi thấp đầu không nói một câu thấy tình cảnh này cái kia đỗ trưởng lão càng thêm kỳ quái các ngươi cái này là làm sao đến tổ cùng điều tra thế nào hồi cái lời nói a à? ếch đỗ trưởng lão cái này chắc phàm bối cảnh chúng ta thật là điều tra đến một số thế nhưng là cái này bờ môi nhịn không được run run vũ thanh thu có chút khó có thể mở miệng hắn bản ra tại thiên vũ lạc gia hiện tại tập hợp các phe phái thế lực thành lập lạc minh thế lực ngược lại là mãnh liệt phát triển so với bình thường tiểu quốc muốn mạnh hơn thậm chí đuổi sát nhất lưu đại quốc thực lực chậm rãi khoát khoát tay cái kia đỗ trưởng lão không kiên nhẫn ngắt lời nói cái kia lạc minh ta biết phát triển là cấp tốc nhưng còn không có đạt đến có thể diệt đi một cái tông môn cấp độ cho dù là tây châu yếu nhất tông môn riêng là lạng yên không một tiếng động diệt đi cái này cũng phải cần tuyệt thế cao thủ tọa chấn mới được thế nhưng là bọn họ ha ha còn không có bản sự này cho nên cho dù bọn họ có xuất thủ động cơ không có năng lực này cũng đem bọn hắn bài trừ lão phu hỏi là còn có hắn thế lực sao ây cái này giống như có đi ba người lẫn nhau lại nhìn xem vũ thanh thu mặt hiện ngượng nghịu một trận so dự cái kia đỗ trưởng lão gặp lại là càng phát ra kỳ quái a à, vũ thanh thu người ngày bình thường xem ra thằng lão luyện làm sao hôm nay đáp lời ấp ấp úng bộ dáng đến tổ cùng điều tra thế nào ngươi ngược lại là nói a à. ừm đỗ trưởng lão thiên ma sơn cử u bá chủ ngài nghe nói qua sao trầm ngâm nửa ngày vũ thanh thu cuối cùng cắn răng một cái hỏi dò không khỏi khẽ giật mình đỗ trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bọn họ cái này đây là địa phương nào cái kia cử u bá chủ lại là người nào ai ta liền biết ngài cũng chưa từng nghe qua nói nhảm tây châu lớn như vậy lão phu há có thể người nào tục danh đều biết một số vô danh tiểu tốt lão phu làm sao có thể rảnh rỗi đánh nghe bọn hắn nhàn sự không khỏi nhẹ hừ một tiếng đỗ trưởng lão hậm hực phất phất ống tay áo Phú thanh thu gặp lại là không khỏi bất đắc dĩ nói nếu như là vô danh tiểu tốt vậy ngược lại tốt làm quan trọng chúng ta song long hội đệ nhất đệ tử chắc phàm kế thừa chính là tên thiên ma này núi cửu u bá chủ cũng là hắn thụ nghiệp ân sư bị tất cả mọi người nhìn kỹ trở thành tương lai tây châu đệ nhất nhân sư phụ vậy cũng là vô danh tiểu tốt lời nói cái gì ngươi nói là hắn dạy dỗ trác phàm không khỏi giật mình cái kia đỗ trưởng lão nhất thời liền sắc mặt nghiêm túc lên cái kia trác phàm vô luận võ kỹ công pháp mọi thứ đều là khác hẳn với thường nhân tây châu chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này quái vật nếu là hắn thụ nghiệp ân sư lời nói người này nhất định không phải hời hợt thế hệ chỉ là nơi này cùng cái danh hiệu này thật sự là đỗ trưởng lão ngưng lông mày suy tư còn lại ba người cũng là ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn lấy chờ lấy hắn kết quả thế nhưng là đúng lúc này lại là bốn bóng người xẹt qua một cái bụng vệ lão giả mang theo ba cái quen thuộc bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người lại chính là viêm ma ôn đào cùng tạ thiên thương ba người lần này điều tra song long viện hết thảy phái ra ba tổ nhân mã sở khuynh thành tổ một thằng lên thiên vũ theo chắc phàm báo thủ cái này đường nét viêm ma bọn họ thì là đi khuyển nhung dò xét ngự thú tông bị diệt một án dù sao ngự thú tông cùng chắc phàm bị hại một án không quan hệ nếu là thiên vũ bên này không có manh mối cái kia bên trong khẳng định còn có dấu vết để lại nhưng là nhìn lấy bọn hắn cái kia một bộ sầu não uất ức bộ dáng mọi người liền biết bọn họ cũng là không thu hoạch được gì hắn nãi nãi diên ngự thú tông nhân mã đến tột cùng là cái gì cỗ thế lực a à, cũng quá mẹ hắn giả hoạt ngự thú tông bên trong không có một chút manh mối không nói liền toàn bộ khuyển nhung người đều không biết phải biết bọn họ đến đô thế nhưng là trong vòng một đêm chết nhiều như vậy hoàng tộc con em quý tộc thế mà còn không người biết là ai ra tay cũng quá kỳ quái đi cái kia lão đầu mập một trận lắc đầu toái toái niệm sầu mi khổ kiểm đi vào trước mặt bọn hắn sở khuynh thành bọn người gặp nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu bái kiến âu trưởng lão được được chính phiền đây không kiên nhẫn khoát khoát tay cái kia âu trưởng lão tức giận bĩu môi sở khuynh thành bọn người gặp không dám ngôn ngữ viêm ma lại là nhịn không được thở dài nói ai lần này tính toán đi không được gì đối phương làm được nước không lọt chúng ta cái dám điều tra không được một chút thật khó tưởng tượng đây là tây châu bên ngoài thế lực làm vũ thanh thu nghe cũng là mi đầu sâu nhăn nếu không phải tây châu bên ngoài cũng là tây châu bên trong sự tình điểm đáng ngờ lần nữa trở lại vì chắc phàm báo thủ thế lực lên thế nhưng là bọn họ nơi này cũng ngộ lên một nan đề thế mà bọn họ mặt ủ máy trao nhưng lại làm sao biết bọn họ sớm đã cùng manh mối bỏ lỡ cơ hội đối với ngựa thú tông mà sách tông những tông môn này bị diệt thật là chắc phàm đưa gây nên không lưu một người sống người khác cũng chưa từng thấy qua hắn nhưng là hắn tung tích thế nhưng là tại Quyển nhung đế đô xuất hiện qua nếu là tỉ mỉ điều tra nhất định có thể điều tra ra chắc phàm cái u linh này thượng ở nhân gian thế nhưng là chắc phàm tại đế đô tin tức cũng là bị khuyển nhung hoàng đế trực tiếp ngậm miệng hắn ngược lại không phải là sợ chắc phàm hành tung bại lộ mà chính là lo lắng có người cha được tất nhiên sẽ phát hiện ngự thú tông bị diệt cùng hắn Quyển nhung hoàng thất có quan hệ dẫn tới còn thường ngự thú tông trưởng lão trả thù lại giả thuyết việc xấu trong nhà không ngoài truyền nếu để cho bên cạnh người biết bọn họ khuyển nhung hoàng thất vết bẩn bọn họ còn như thế nào chấp trưởng khuyển nhung triều chính cho nên nói khuyển nhung hoàng đế vì chắc phàm che đậy liền tương đương là vì toàn bộ đế quốc che giấu đây là cộng đồng lợi ích cũng bởi vậy khuyển nhung cả nước im miệng viêm ma bọn họ đi tự nhiên không thu hoạch được gì uy đỗ lão đầu ngươi đang nói thầm cái gì đó đây lão phù đến cũng không thấy người bắt chuyện hai tiếng lúc này cái kiêu trưởng lão gặp đỗ trưởng lão một mực ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa trong miệng không biết đang thì thào lấy cái gì không khỏi kỳ quái hỏi thật sâu liếc hắn một cái đỗ trưởng lão trầm ngâm một chút mở miệng yếu ớt ta nói âu lão đầu ngươi tại tây châu nhiều năm như vậy nhưng là từng nghe qua một cái gọi thiên ma sơn địa phương có một cao thủ tên là cửu u bá chủ sao a à, ngươi từ chỗ nào nghe nói như thế cần ăn đòn danh hào không khỏi sững sờ âu trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói cửu u bá chủ danh hào này hô lên đi thế nhưng là rất nhận người đánh nha không có điểm cân lượng dám dùng danh hào này không phải bị người đánh chết không thể cũng chỉ có cái kia bất bại kiếm tôn dám gọi mình bất bại bất quá người nào gọi người ta vô địch đây toàn bộ đại lục lại không người đánh thắng được hắn mà cái này cửu u bá chủ cũng kém không nhiều sẽ không phải cùng cái kia bất bại kiếm tôn một cái cấp bậc a đây chính là quy nguyên cảnh đỉnh phong a bất đắc dĩ lắc lắc đầu đỗ trưởng lão một trận cười khổ không phải sao như cái này cử u bá chủ thật như thế cường hãn đây tuyệt đối là tây châu đại nạn vụ án này chúng ta cũng cha không đi xuống vẫn là nhanh chóng trốn xa một chút thì tốt hơn đúng cái kia cử u bá chủ đến tôi cùng là thần thánh phương nào ngươi chọc tới hắn nhìn đến đỗ trưởng lão như thế bất đắc dĩ biểu lộ âu trưởng lão không khỏi sững sờ kỳ quái nói bật cười lắc lắc đầu đỗ trưởng lão cũng là không rõ ràng cho lắm ta liền hắn dáng dấp ra sao tu vi như thế nào cũng không biết làm sao có thể chọc tới hắn bất quá ma sách tông bọn họ đoán chừng là bởi vì chọc hắn mới bị diệt tông dù sao nghe nói hắn nhưng là chắc phàm sư phụ tới không chờ hắn nói tiếp cái kia âu trưởng lão đã là kêu to một tiếng bất khả tư nghị nói người nói là cái này liên tiếp diệt tông thảm án là sư phụ hắn rời núi làm đệ tử báo thù thế nhưng là cái này cửu u bá chủ đến tột cùng người thế nào có thực lực thế này toàn bộ tây châu không toàn bộ đại lục tựa hồ cũng không có nhân vật này đi không khỏi khổ cười ra tiếng cái kia đỗ trưởng lão cũng là thở dài nói ta đương nhiên biết hắn tại tây châu cùng đại lục không có gì tiếng vang nhưng dám gọi ra như thế danh hào chắc hẳn không phải hạng người bình thường Tựa những người nói như thế dám như thế cần ăn đòn người có thể không có bản lĩnh sao mấu chốt nhất là hắn là trác phàm sư phụ đệ tử đã như thế biến thái huống chi là làm sư phụ đâu như vậy như thế nói đến sự kiện này thì càng ngày càng rõ ràng trong mắt nhịn không được hơi hơi run run âu trưởng lão bình tĩnh lên tiếng báo thủ diệt tông thảm án khẳng định là như thế hiện tại ma sách tông huyền thiên tông đều là đã bị diệt như vậy đến tiếp xuống hắn muốn ra tay là thiên hành tông trăm miệng một lời mọi người cùng nhau kêu sợ hãi thế nhưng là thiên hành tông cùng ma sách tông cái kia hai cái hạ tam tông khác biệt có mười cái dung hồn cao thủ tọa chấn còn có tại trung tam tông bên trong đều thanh danh chuyển xa nhất kiếm hành thiên hành thiên kiếm tiếu vân sơn làm sao cùng hộ thuẫn muốn diệt hết nó chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi dương mắt nhìn mọi người liếc một chút đỗ trưởng lão thăm thẳm phân tích nói mọi người nghe xong cũng là âm thầm gật đầu nhưng lão trưởng lão lại là cao mày thì thào lên tiếng nhưng là cái kia cửu u bá chủ nếu là theo người ta một dạng quy nguyên cảnh lời nói trong lòng bất giác hơi hồi hộp một chút âu trưởng lão lời còn chưa dứt đỗ trưởng lão sắc mặt đã là trong nháy mắt ngưng trọng lên nhưng là đúng lúc này lại là bốn đạo tiếng xé gió lên thủy nhược hoa chỗ khác một tiểu đội nhất thời tại một tên trường lão chỉ huy dưới, vội vàng đi tới nơi này, nhìn thấy mọi người, liền ngăn không được kêu lên sợ hãi. Không tốt, chúng ta đi thiên hành tông điều tra thời điểm phát hiện, cả cái tông môn cũng đều bị diệt, cùng lúc trước một dạng, một tên cũng không để lại. Cái gì? Bỗng dưng, tất cả mọi người kinh hãi lên tiếng. mươi 843, Long tức đan uy lực, hưu hưu hưu, từng đạo từng đạo tiếng xé gió tại sáng sủa không trung ở giữa chuyển vang, ba cái giỏ xét tiểu tổ tụ hợp về sau, biết được thiên hành tông bị diệt tin tức, lập tức ngựa không dừng vó cấp tốc hướng thiên địa chính nghĩa tông phương hướng tiến lên đỗ lão đầu cái kia cử u bá chủ nếu thật muốn làm đệ tử báo thù lời nói mục tiêu kế tiếp tuyệt đối là thiên địa chính nghĩa tông âu trưởng lão nhìn lấy một bên đỗ trưởng lão một bên bay thật nhanh một bên đẩy mặt trịnh trọng nói đỗ trưởng lão khẽ gật đầu mi đầu bao phủ tan không ra mây đen một bên vũ thanh thu nghe đến lại là trầm ngâm một trận mở miệng yếu ớt thế nhưng là thiên địa chính nghĩa tông chính là thượng tam tông không so lúc trước những tông môn kia bên trong đều có tránh thức quy nguyên cảnh cao thủ tọa trấn mà lại số lượng còn không ít đây thật khó có thể tưởng tượng cường đại như vậy tông môn làm sao có thể sẽ còn bước phía trước tam tông theo gót thằng nhóc con ngươi vẫn là quá trẻ tuổi chưa từng gặp qua chân chính cao thủ xuất thủ a à. thế nhưng là nghe được lời này âu trưởng lão lại là si ngốc cười một tiếng thở dài nói ngươi hẳn nghe nói qua năm đó đan thanh sinh liền dẫm thập tông sự tình a à. ngươi cho rằng hắn không có thực lực diệt đi một tông à bao quát thượng tam tông ở bên trong hừ hừ hắn chỉ là cố kỵ tây châu quy củ thôi nói cho cùng hắn chả đem mình làm tây châu người nhưng là bây giờ cái này cừu u bá chủ rất rõ ràng là muốn làm đồ đệ đem cừu nhân đuổi tận giết tuyệt nếu là hắn cùng đan thanh sinh một dạng thực lực lời nói chỉ dựa vào một cái chỉ là thiên địa chính nghĩa tông có thể đỡ nổi sao phải biết tại tuyệt thế cường giả trước mặt một cái tông môn cũng bất quá là cái giấy dáng điệu thôi chỉ ở đối phương có nguyện ý hay không một chân giết chết mà thôi nói đến đây ô trưởng lão trong mắt bỗng dưng tản mát ra thật sâu vẻ kiêng rè dường như lại hồi tưởng lại cái gì tình cảnh đáng sợ một dạng thân thể hơi chấn động một chút vũ thanh thu nghe được lời này cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng hơi hơi gật gật đầu thế nhưng là cách đó không xa viêm ma lại là nhịn không được suy cười rộ lên ô trưởng lão chiếu ngươi nói như vậy thực lực đối phương mạnh mẽ như thế liền cả cái thượng tam tông cũng đỡ không nổi vậy chúng ta đi có làm được cái gì làm bia đỡ đạn sao cái kia cũng chưa chắc dù sao chúng ta đại biểu song long viện có điều động toàn bộ tây châu chiến lược quyền lực chậm rãi lắc đầu đỗ trưởng lão trong mắt tinh mang lóe lên bình tĩnh nói chỉ cần người kia vẫn chưa tới vô pháp vô thiên bước dựa vào chúng ta bối cảnh ngược lại là có thể cùng hắn thật tốt đàm luận điều kiện dù sao cùng toàn bộ tây châu chiến lược là địch cũng không phải là cái gì người cũng có thể làm đến cho dù năm đó đan thanh sinh cũng giống vậy vậy là cái gì vô pháp vô thiên bước chính là viêm ma tiếp tục đặt câu hỏi mí mắt hơi hơi lắc một cái đỗ trưởng lão trầm ngâm một chút cuối cùng thật dài phun ra một ngụm chọc khí một mặt không lưu loát mà nói cũng là bất bại kiếm tôn như thế thực lực bất bại kiếm tôn không tệ nghe đồn hắn thực lực hoàn toàn đã đến có thể lấy lực lượng một người đơn đấu một châu toàn bộ chiến lực khủng bố cấp độ trong mắt tàn mát ra thật sâu vẻ kiêng rè đỗ trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng nói cũng chỉ có bốn châu hợp lực đặt thành công thủ đồng minh mới miễn cưỡng để hắn ngừng lại tiến lên tốc độ bất quá đây cũng là tại hắn đã đạt đến quy nguyên cảnh đình phong bình cảnh không tiến thêm tức nào nữa tình huống dưới nếu là quy nguyên cảnh phía trên còn có cảnh giới cao hơn lời nói lấy hắn thiên phú chỉ sợ sớm đã trở thành đại lục tránh thức một người vô địch cấp độ tất cả mọi người cùng nhau đều không phải là đối thủ của hắn bất bại hai chữ thật là thực chí danh quy trong lòng bất giác cùng nhau run lên mọi người sắc mặt đều không tự chủ được nặng nề xuống tới riêng là diệp lân trong mắt càng là tàn mát ra sục sôi hỏa diễm hắn tâm lý minh bạch bất bại kiếm tôn chỗ lấy gặp phải bình cảnh là bởi vì cái này phàm giai kết giới áp chế duyên cớ để hắn vĩnh viễn không cách nào siêu phàm nhập thánh thế nhưng là dù vậy hắn thực lực còn mạnh mẽ như vậy thật không biết là tu luyện như thế nào mình nếu là đạt đến quy nguyên cảnh lấy thánh thú truyền người lực lượng hướng hắn khiêu chiến không biết ai thắng ai thua đâu trong lúc nhất thời diệp lân trong lòng lần nữa dấy lên hiếu chiến hỏa diễm cháy hừng hực mau nhìn lập tức tới ngay thiên địa chính nghĩa tông là ở chỗ này lúc này hét lớn một tiếng truyền ra, đỗ trưởng lão chỉ xa xa một mảnh xanh tươi sơn lâm, nhìn về phía mọi người mỉm cười cười nói, mọi người lại tăng thêm tốc độ, lập tức tới ngay, oanh, thế mà, hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, một trận hủy thiên diệt địa bạo hưởng liền bỗng nhiên từ cái này bên trong mãnh liệt bộc phát ra, ngọn lửa màu vàng óng cháy hừng hực, sông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn đem chọn cái bầu trời đều hòa táng một dạng, nóng rực khí lãng, hóa thành một cỗ mãnh liệt sóng xung kích đụng một tiếng liền hướng bọn họ nơi này đánh tới ba vị trưởng lão thấy một lần không khỏi cùng nhau trong mắt co rụt lại vội vàng hét lớn lên tiếng bảo hộ đệ tử sau một khắc ba người nhất thời ngang thành một hàng toàn thân nguyên lực đại phóng mượn thiên địa lực lượng bỗng nhiên trước người hình thành một mảnh trong suốt bảo hộ tường nhưng là dù vậy một tiếng ngầm vang cái kia cỗ đáng sợ dư âm đụng vào cũng là trong nháy mắt liền tất cả đều đụng nát mãnh liệt năng lượng tập kích nhập ba trong thân thể nhất thời khiến ba người nhịn không được phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, sau đó ba đạo thân ảnh tựa như bị 50 tòa núi cao nguy nga hung hăng đụng giống như cùng nhau bay rớt ra ngoài, sau cùng đụng vào Vũ Thanh Thu những đệ tử này trên thân, cũng liên tiếp đem bọn hắn tất cả đều đâm đến miệng phun máu tươi, uể oải rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt thì ngất đi, chờ một lúc lâu sau, mọi người mới thăm thẳm hồi tỉnh lại. Thế nhưng là khi bọn hắn phóng tầm mắt, nhìn tới lúc, lại là nhịn không được cùng nhau co lại co lại trong mắt trong lòng giật mình cả trái tim đều muốn nhảy ra chỉ thấy giờ này khắc này mấy ngàn dặm chỗ bọn họ xa xa nhìn xa thấy chỗ đã không còn một mảnh xanh tươi vờn quanh non xanh nước biếc chi địa thuần một sắc đều là vô tận đen nhánh đốt thành than đen nhàn sắc phốc bờ môi nhịn không được hung hăng run run đỗ trưởng lão nhịn không được lần nữa phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi về sau một mặt không thể tin hét to lớn tiếng cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra vì sao cái này tất cả mọi thứ đều bị hủy đúng vậy a à. vừa mới chúng ta gặp phải chắc là chỉ là bạo phá dư âm a à. nhưng là dù vậy vậy mà liền trực tiếp đem chúng ta mấy cái quy nguyên cảnh cường giả chấn thành trọng thương vậy chân chính bạo phát chỗ đó đồng dạng run rẩy hai chân đứng lên ô trưởng lão giật mình thì thào lên tiếng thế nhưng là lời ấy vừa ra mọi người lại là nhất thời kịp phản ứng đúng a à. vừa mới cái kia nổ tung địa phương không phải là thiên địa chính nghĩa tông chỗ à chẳng lẽ kết quả là mọi người lại xa xa nhìn lại ánh mắt chiếu tới chỗ lại là một mảnh kim sắc ánh lửa ngút trời cuồn cuộn sóng nhiệt vẫn tại ngăn không được hướng bọn họ nơi này đánh tới thân thể phía trên chảy ra vết máu trong nháy mắt liền bị bốc hơi sạch sẽ không có một tên lưu lại liền trên người bọn họ trình độ cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài bốc hơi lấy tựa hồ không ra nửa khác bọn họ liền muốn bị bốc hơi thành người khô giống như trong mắt hơi hơi run run sở khuynh thành thật sâu nhìn lấy cái này quen thuộc tràng diện trong mắt vẫn không khỏi đến chảy ra lệ nóng trong miệng thì thào lên tiếng chắc chắc phàm không khỏi giật mình ba vị trưởng lão cùng nhau nhìn về phía nàng khuynh thành ngươi đang nói cái gì nghẹn ngào một chút sở khuynh thành nước nở nói chắc phàm bỏ mình ngày ấy cũng là xuất hiện cái này một mảng lớn hỏa quang kéo dài 800 dặm không ngừng bị bỏng sau cùng liền hắn thi thể đều thiêu không có không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện tuy nhiên so trước kia lần còn còn mạnh hơn nhiều thế nhưng là ngọn lửa này ta sẽ không quên trong lòng bất giác run lên ba vị trưởng lão lức nhìn nhau tựa hồ cũng minh bạch cái gì sư đệ hỏa quang kia theo ngươi trời sinh dị hỏa cũng rất tương tự a à. lúc này vũ thanh thu nhìn về phía diệp lân nghi hoặc hỏi bất đắc dĩ trợn mắt một cái diệp lân nhẹ hừ một tiếng nói sư huynh ngươi tại bẩn thiểu ta sao ngọn lửa này nhưng so với ta tinh túy cường hãn nhiều ta ngọn lửa kia nếu là có như vậy uy lực song long hội cũng sẽ không bại thật sao thật sâu liếc hắn một cái gặp hắn giống nhau thường ngày Vũ Thanh thu liền cũng không nhìn nữa hắn, bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, thế nhưng là hắn lại làm sao biết, đây là Diệp Lân cố ý trang ra từ cho, chỉ có hắn trong lòng mình minh bạch, thiên hạ ngọn lửa màu vàng nhiều như vậy, nhưng uy lực mạnh như vậy, cũng chỉ có phần thiên long tổ phần thiên kim viêm, mà lại, hắn cũng minh bạch cái này đại hòa là chuyện gì xảy ra, khẳng định là chắc phàm dùng long tổ cho hắn long tức đan, ai, vị lão đại này, thế mà đem long tức đan dùng ở loại địa phương này, thật sự là lãng phí à, hắn nhưng là rõ ràng, long tổ cho chắc phàm long tức đan thế nhưng là thanh thú uy lực mạnh nhất nhất kích cùng lúc trước cho mình loại kia tiểu hình số hoàn toàn khác biệt dùng dạng này long tức đan ném ở phàm giai bất kỳ chỗ nào đều có thể xem như nhóm lửa nướng con kiến thuần túy lãng phí bất đắc dĩ lắc lắc đầu diệp lân trong lòng thở dài không thôi ban đầu vốn có thể dùng đến cứu mạng đồ vật nhất định phải dùng tại báo thủ lên ai chúng ta bây giờ lập tức đi lên xem một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra trên mặt ngưng trọng càng sâu ba vị trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút liền gật đầu một cái quyết định tuy nhiên trong lòng bọn họ đã rõ ràng thiên địa chính nghĩa tông xong nhưng dầu gì cũng cái kia dò xét xuống sau cùng tình huống kết quả là ba vị trưởng lão mang theo thân thể bị trọng thương lại mang lên mấy vị đi theo đệ tử lần nữa cùng nhau hướng ngọn lửa kia cháy hừng hực chỗ bay đi nháy mắt không thấy tăm hơi cùng lúc đó tại ngọn lửa kia kịch liệt thiêu đốt chỗ chắc phàm người khoác hắc bào thảnh thơi thảnh thơi đi ra phía ngoài lấy khóe môi nhếch lên một bộ tà dị tiếu dung ha 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 cái này long tức đan còn thật dùng tốt lão tử phá vỡ hắn kết giới đi vào về sau trực tiếp quăng ra quản hắn có bao nhiêu quy nguyên cảnh cao thủ bao nhiêu dung hồn hóa hư cao thủ toàn diện song đời lần này báo thù đại khái là chắc phẩm thoải mái nhất một lần liền đối phương mặt nhi đều không cần gặp trực tiếp thì để trong này tất cả mọi người gặp diêm vương không hổ là long tổ toàn lực nhất kích à chỉ bất quá cho dù là chắc phẩm nhìn thấy như vậy uy lực cũng có chút trong lòng không đành lòng, có điều hắn ngược lại không phải là không đành lòng chết rất nhiều người, mà chính là cũng cảm thấy cái này long tức đan dùng tại đám người này trên thân, thuần túy lãng phí, nhưng dù vậy, hắn sau cùng vẫn là không yên lòng, mỗi một góc xe một phen, không có người còn sống, mới quyết định rời đi, dễ dàng khẽ hát, Trác Phàm một mặt tùy tiện chi sắc, thế nhưng là đột nhiên, nơi xa từng đạo tiếng xé gió vang lên, Trác Phàm không khỏi thân thể trì trệ, chân mày hơi nhíu lại tới, làm sao? Có người đến? không biết là bạn là địch vẫn là trốn trước thấy rõ tình huống rồi nói sao một tiếng cười khẽ chắc phàm phải đồng tử bên trong đột nhiên lóe qua sáu đạo vầng sáng màu vàng óng trong lòng hét lớn không minh thần đồng tầng thứ sáu không vực ông đột nhiên ở giữa một trận không gian ba động vang lên toàn bộ hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình kết giới chắc phàm nhấc chân vừa bước liền tiến vào bên trong trong nháy mắt biến mất bóng người mà ở trong đó chỉ có hừng hực kim viêm vẫn tại không ngừng thiêu đốt chương 844, tâm niệm cảm ứng, sư sư sư, sáng loáng ngọn lửa màu vàng, thiêu nướng bốn phía hết thảy, làm cho toàn bộ không gian đều tựa hồ muốn bắt đầu vặn vẹo, từng đạo từng đạo tiếng xé gió lên, sở khuynh thành chờ song long viện điều tra tiểu tổ bóng người, rất nhanh liền đi vào mảnh này, đã không thích hợp bất luận kẻ nào ngừng chân địa phương, cho dù là cái kia ba vị quy nguyên cảnh trưởng lão, trong miệng hô hấp lấy cái này khôn nóng không khí, cũng không nhịn được có chút lòng buồn bực cảm giác, thì càng không nói đến còn lại những cái kia hóa hư cảnh đệ tử. Giờ này khác này, bọn họ sớm đã thở hồng hộc, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ. Tựa hồ tại nơi này ở lâu một khác, chính mình sinh mệnh lực liền sẽ tiêu hao thêm tận một phần giống như. Hắn nãi nãi, đây là người có thể tạo thành kết quả sao? Thả mắt nhìn đi, mênh mông bát ngát, trừ ngọn lửa màu vàng óng nướng, không có chút nào sinh mệnh khí tức hiển lộ. Đỗ trưởng lão không khỏi vẻ mặt đầy rung động, kêu lên sợ hãi, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lệ thuộc thượng tam tông toàn bộ thiên địa chính nghĩa tông thế mà toàn diệt cái này chính là ngày đó ma sơn cử u bá chủ thực lực cử u bá chủ thiên ma sơn mi đầu không khỏi lắc một cái tránh tại hư không trong lĩnh vực trắc phàm nghe đến hai cái này quen thuộc tục danh không khỏi sững sờ trong lòng phạm nói thầm bọn họ làm sao lại biết hai cái này xưng hô thế nhưng là rất nhanh hắn liền không sai chắc hẳn bọn họ đi qua thiên vũ nghe ngóng xem ra song long viện thật đã bắt đầu điều tra tây châu tông môn liên tiếp bị dệt sự tình bất quá dạng này cũng tốt Đầy ở cái này hư vô mờ mịt cửu u bá chủ trên thân ngược lại là có thể đem việc này tạm thời kết bớt xong long viện nắm lấy không thả không nghĩ tới hắn lúc đó tại thiên vũ thuận miệng nói một cái nói dối hôm nay lại là trở thành thoát thân diệu thuật nếu không mà nói song long viện tiếp tục tra được chỉ sợ rất nhanh liền có thể tra được hắn chân thân cái kia hắn tình cảnh sẽ không hay dù sao hắn mặc dù không sợ tây châu thế lực nhưng cũng không muốn chọc phiền phức bị vô cùng vô tận truy sát, chắc phàm trong lòng cũng rõ ràng liên diệt Tây Châu tứ tông. thế nhưng là vô luận như thế nào đều trốn tránh không tội lớn ngập trời, không có người nào có thể bảo vệ hắn. cái này thật sự là cái kia cửu u bá chủ tạo thành, trong mắt đồng dạng tràn ngập kinh hãi. nhưng là Âu trưởng lão bốn phía nhìn xem lại là khó có thể tin nói, tuyệt không có khả năng này, nhất loại không có khả năng có như thế cường hãn thực lực, chỉ sợ cho dù là cái kia đại lục mạnh nhất bất bại kiếm tôn cũng vạn vạn làm không đến một bước này đi vậy ngươi ý là trong này nhất định có kỳ quặc đỗ trưởng lão một mặt nghi ngờ nhìn về phía hắn âu trưởng lão lại là trong mắt tinh quang lóe lên đã là cực kỳ khẳng định nói tuyệt không có khả năng này là hắn một người thực lực tạo thành nhất định có cái gì khác nguyên nhân chúng ta không có phát hiện hoặc là nói thiên địa chính nghĩa tông lòng đất vốn là có một số nguy hiểm nhân tố ở bên trong vừa lúc bị hắn sử dụng nếu không mà nói phía trước bị diệt tông môn tại sao không có thảm liệt như vậy chẳng diện duy chỉ có thiên địa chính nghĩa tông như vậy bộ dáng tóm lại lão phu tuyệt không tin nhân loại tu giả hội có uy năng như thế nghe được lời này mọi người suy nghĩ một chút cùng nhau gật gật đầu đúng vậy a à, nếu là người kia thật khủng bố như thế lời nói bọn họ còn tra cái gì cha cho dù cha được lại có thể thế nào còn không phải cho người ta làm pháo hôi không thể nói được toàn bộ tây châu đều hủy vậy bọn hắn cũng không có cha được ý nghĩa nhưng nếu là chiếu ô trưởng lão nói như vậy thì lại coi là chuyện khác sử dụng địa mạch năng lượng bất ổn tạo thành thảm như vậy giống như như vậy người này thực lực không có như vậy thông thiên triệt địa cũng khó nói bọn họ còn có thể cùng chống đỡ chắc phàm ở trên không vực nghe được đến bọn họ đối thoại cũng là âm thầm gật đầu xem ra cái này nhân viên điều tra bên trong vẫn là có dùng đầu óc người tồn tại xác thực phàm giai người tuyệt không có khả năng có dạng này thực lực cao thủ tồn tại bất quá ai bảo đây là thánh vực mạnh nhất thành thú nhất kích đây phàm giai người chưa thấy qua cũng chưa từng nghe nói cũng liền chẳng có gì lạ lúc trước sách dưới có thể nghĩ đến có người mượn địa mạch chi lực diệt tông cũng coi là tâm tư kín đáo nhưng là là cứ như vậy thì tạo thành cái này điều tra tiểu tổ còn muốn tiếp tục truy tra được đối với trác phạm thoát thân thế nhưng là khá bất lợi diệp lân lòng dạ biết rõ lại là không biết nên như thế nào kết thúc đây hết thầy chỉ có thể thăm thầm lên tiếng nói ô trưởng lão có lẽ đây cũng không phải là cửu u bá chủ một người gây nên nhưng nếu là thiên ma sơn cả cái tông môn thực lực lời nói Người cảm thấy chúng ta cho dù tìm tới cửa, phía tây châu tất cả chiến lực, có thể liều đến qua sao, thân thể nhịn không được chấn động, mấy vị trưởng lão lẫn nhau nhìn xem, sắc mặt lần nữa ngưng trọng xuống tới. Đúng vậy à, một người có lẽ không có dạng này thủ đoạn, nhưng nếu tên thiên ma này núi cao thủ như mây, cái này cảnh tượng thê thảm là tất cả mọi người phát lực tạo thành, đây cũng là chứng minh bọn họ một tông chi lực thì so toàn bộ tây châu chiến lực mạnh, bọn họ vẫn là không có cha được tất yếu, dù sao, cha già cũng đánh không lại không bằng như vậy dừng lại không có khả năng thế mà ngay tại tất cả mọi người mặt hiện do dự lúc âu trưởng lão suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn là kiên định lắc lắc đầu cười toe toét nói tiểu tử ngươi nhìn kỹ cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng thê thảm toàn bộ đại lục tất cả cao thủ liên hợp lại coi là thật có thể tạo thành được sao cho nên tạo thành cảnh này vẫn là thiên địa uy năng cũng không phải sức người lão phu vẫn như cũ cho rằng đây là cái kia cửu u bá chủ mượn lực mà làm thậm chí cũng là muốn dùng cái này phương pháp chấn nhiếp chúng ta, phô trương thanh thế, để cho chúng ta nghĩ lầm hắn thực lực thâm bất khả chắc, đánh lên chống lui quân tới. Nhưng điểm này, nhưng lại hoàn toàn chứng minh, hắn cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Còn tại e ngại chúng ta Tây Châu thế lực, nếu không mà nói, hắn đã không cố kỵ gì, vì sao mỗi lần diệt tông sao cũng không dám công khai hiện thân. Riêng là chúng ta đi tới nơi này, cũng không có gặp có người rời đi dấu hiệu, rõ ràng cũng là ẩn nặc đào tàu, không dám gặp người âu trưởng lão nước bọt bay tứ tung càng nói càng lớn tiếng càng phân tích càng cảm thấy có lý ngay cả mình đều có chút bội phục mình làm sao thông minh như vậy người khác nghe đến cũng là liên tục gật đầu ám đạo lão nhân này đầu lúc nào kín đáo như vậy linh hoạt cho dù là ẩn nặc ở bên trác phàm cũng không khỏi đến khẽ gật đầu nếu không phải cái này tất cả mọi thứ đều là hắn tự mình làm đi ra lời nói không thể nói được hắn thật đúng là tin lão gia hỏa này giải thích chỉ có diệp lân nhìn lão gia hỏa này vẫn như cũ cắn chặt không thả bất đắc dĩ bật cười một tiếng, thở dài, cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất cái kia cử u bá chủ thật không dễ chọc đâu, chúng ta tra được trên đầu của hắn, đến lúc đó cùng hắn mặt đối mặt lúc, cái kia kết cuộc như thế nào, không có cái gì vạn nhất, chỉ cần lão phu không có tận mắt nhìn đến cái kia cử u bá chủ chân thân, thì tuyệt không tin, trên đời này, hội có như thế thông thiên triệt địa người, bà mẹ ngươi chứ gấu à, sao cái kia bất bại kiếm tôn còn vô pháp vô thiên, hử. Thờ ơ khoát khoát tay, ô trưởng lão tựa hồ đối với chính mình vừa mới cái kia một bộ giải thích tương đương tin phục một mặt của ngạo nói thấy tình cảnh này mọi người trầm ngâm một chút cũng là khẽ gật đầu cảm thấy có lý xem ra còn có tiếp tục tra được tất yếu chắc phàm nhìn bọn họ liếc một chút lại là bất đắc dĩ bật cười một tiếng lắc lắc đầu dù sao tứ đại tông môn đã toàn bộ diệt hắn tại tây châu không có gì có thể lưu vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này à ai khẽ than thở một tiếng chắc phàm lần nữa thật sâu nhìn một chút tại cái kia kim sắc hỏa quang chiếu rọi bóng hình sinh đẹp liếc một chút không thôi nhắm lại hai con người từ nay về sau chúng ta liền không lại gặp khuynh thành xì 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 thế mà đúng lúc này nhưng nghe từng đạo từng đạo đùng đùng không rất sấm sét bạo hưởng từng trận lôi quang trượt tại chắc phàm trong tay nhảy vọt không khỏi giật mình chắc phàm cúi đầu xem xét lại là thình linh nhìn thấy hắn lôi linh giới chính đang không ngừng lóng lánh hào quang óng ánh cùng một thời gian sở khuynh thành trong tay giới chỉ cũng là phát ra đồng dạng lôi quang trong mắt nhịn không được co rụt lại Trác phẩm thật sâu nhìn hai cái nhẫn liếc một chút bất khả tư nghị nói làm sao có thể tại cái này không vực bên trong tương đương với đem không gian ngăn cách hai cái lôi linh giới sao sẽ phát sinh cộng minh thế nhưng là hắn lại làm sao biết và theo nhân tâm cái này đồ vật cùng chủ người làm bạn lâu tự nhiên cùng chủ người tâm linh tương thông giờ này khác này sở khuynh thành cùng trác phẩm hai người tương tư tâm niệm phát sinh cộng minh tự nhiên dẫn tới hai cái nhẫn cũng vượt qua không gian cách trở phát sinh đôi tiếng chắc chắc phàm tay run run chỉ chậm rãi tay giơ lên sở khuynh thành kinh ngạc nhìn trong tay cái kia lôi linh giới tia sáng chói mắt trong mắt bỗng dưng đầy tràn mông lung nước mắt mang bờ môi khẽ run không biết là kinh hãi vẫn là vui vội vàng bốn phía vòng bài hét to lớn tiếng chắc phàm người không chết người còn ở nơi này đúng hay không cái gì chắc phàm không chết không khỏi giật mình ba vị trưởng lão cùng nhau nhìn về phía nàng vội vàng nói, khuynh thành, ngươi nói cái gì? trác phẩm không chết, làm sao ngươi biết? không có trả lời bọn họ lời nói, sở khuynh thành chỉ là một mực hướng bốn phía kêu gọi lấy trác phẩm tên, trong mắt tràn đầy kỳ vọng chi sắc, bởi vì nàng minh bạch, chỉ có trác phẩm trong tay lôi linh giới mới có thể cùng nàng hô ứng, đây là chỉ thuộc về bọn hắn chính mình tín vật. khuynh thành sư muội, ngươi có phải hay không nghĩ phù sốt ruột xuất hiện ảo giác, trác phẩm đã chết, nơi này nào có hắn cái bóng a? À? diệp lân gặp này, không khỏi trong lòng quýnh lên nếu là thật sự đem lão đại tìm ra hắn chẳng phải là trực tiếp liền thành toàn bộ tây châu địch nhân cái kia nguy hiểm thì lớn kết quả là hắn một bên kêu to một bên cấp tốc đi vào sở khuynh thành trước mặt một tay bịt trong tay nàng giới chỉ tránh cho lôi quang tiết ra ngoài rực rỡ cười ra tiếng thế nhưng là sở khuynh thành vốn đã cảm thấy hắn đối địch với trác phàm căn bản đối với hắn toàn không có hảo cảm gặp hắn đột nhiên tiến lên không khỏi trong mắt một hận bỗng nhiên một chút đem hắn đẩy ra giận mắng lên tiếng người cút cho ta ta biết ngươi một mực đem chắc phàm xem làm đối thủ hận không thể hắn chết nhưng là hắn nhất định không chết hắn ngay ở chỗ này chắc phàm chắc phàm ta là khuynh thành ngươi đi ra bất đắc dĩ nhún nhún vai diệp lân một mặt im lặng thật sự là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú a à? ngươi bây giờ gọi hắn ra đây có thể có chỗ tốt gì không phải liền đợi đến hắn bị tây châu phát lệnh truy nã truy sát sao lão tử giúp ngươi che giấu ngươi còn coi lão tử là người xấu cái này nữ nhân đúng là điên nếu không phải đem ngươi trở thành đại tàu ta thì hung hăng khẽ cắn môi diệp lân tức giận ngoác miệng ra đem nguyên thần dò ra đi nhìn một chút chung quanh là có người hay không ba vị trưởng lão lướt nhìn nhau lập tức cùng nhau dò xét lên chung quanh động tĩnh lại là trừ cái kia trích nhiệt chi khí bên ngoài không có một tê sinh mệnh khí tức xuất hiện bất đắc dĩ lắc đầu ba người lại lẫn nhau nhìn xem về sau vừa nhìn về phía sở khuynh thành cái kia điên hô hoán bộ dáng không khỏi thở dài một tiếng chẳng lẽ ưu tú như vậy đệ tử thật ước phu thành ma. Chương 845, Hoàng sợ nước tiểu, Khuynh Thành, Khuynh Thành, người đừng như vậy, chắc phàm đã không tại, hắn không ở nơi này. Bỗng nhiên một tay lấy lớn tiếng kêu gọi, ngó nhìn xung quanh, giống như điên sở Khuynh Thành ôm lấy, Thủy Nhược Hoa cùng Đan Nhi hai nữ sớm đã khổ sở nước mắt như mưa, nghẹn ngào thuyết phục, người khác gặp này cũng là một trận bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là cái gọi là phán đoán thành điên đi, nhưng là là đối với người khác thuyết phục, Sở Khuynh Thành tựa hồ lại tựa hồ như mười phần bướng bình hùng hằng lắc lắc đầu chỉ mình cái kia đang không ngừng lóe quang giới chỉ vui khóc không ra tiếng sư tỷ hắn không có chết hắn thật sự ở nơi này không tin ngươi nhìn chỉ có hai người chúng ta cùng một chỗ giới chỉ mới có phản ứng đây là hắn cho ta tín vật hắn nhất định ngay ở chỗ này sở khuynh thành phảng phất là muốn cực lực làm cho tất cả mọi người tin tưởng nàng phán đoán nhưng là trong lòng mọi người đều hiểu nàng chỉ là muốn để cho mình tin phục mà thôi để cho mình tin tưởng chắc phàm vẫn như cũ thượng ở nhân gian khuynh thành cái kia giới chỉ là chuyện gì xảy ra ta không biết nhưng là vừa vặn đám người lão phu đã đem chung quanh đây trong phạm vi một trăm dặm đều dò xét một lần trừ chúng ta mấy cái bên ngoài lại không một tê sinh sống thật sâu liếc nhìn nào một cái đỗ trưởng lão đạm mạc lên tiếng thế nhưng là sở khuynh thành sau khi nghe được lại là khẽ cắn môi son một mặt không tin cắn răng nói không hắn nhất định liền tại phụ cận là các ngươi tìm không thấy hắn bằng hắn bản sự phạm nhân há có thể tùy tiện phát hiện hắn hành tung chỉ có ta vợ chồng chúng ta một thể chỉ có ta biết hắn còn ở nơi này đầy đủ sở khuynh thành chớ hồ đồ hét lớn một tiếng ô trưởng lão nhịn không được nổi giận lên tiếng ngạch phía trên gân xanh ngăn không được nhảy loạn chúng ta đều là quy nguyên cảnh cao thủ một tên tiểu quỷ giấu ở phụ cận chúng ta hội tìm không thấy sao đừng nói là hắn nhưng phàm là một con kiến chỉ cần là sống chúng ta đều có thể cho ngươi tìm ra hiện tại đã chúng ta đi tìm không tìm được vậy nếu không có người người cái nữ nhân điên sắp điên tới khi nào hận hận nguyết hắn một cái sở khuynh thành trợn mắt nhìn tiếp lấy lần nữa hướng tứ phương ngửa mặt lên trời hô to hò hét chắc phàm tên chắc phàm chắc phàm ta là thê tử ngươi khuynh thành a à. ngươi đi ra gặp ta một mặt a à. mấy người các ngươi còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì còn không mau đem nàng mang đi thấy được nàng cái bộ dáng này cái kia âu trưởng lão không khỏi không kiên nhẫn khoát khoát tay nhìn về phía vũ thanh thu bọn họ liên tục không ngừng gật gật đầu vũ thanh thu đuổi bước lên phía trước liền muốn đem sở khuynh thành kéo đi trên mặt cũng là một trận ai thán khuynh thành sư muội người cái kia giới chỉ nhất định xảy ra vấn đề chắc phàm đã chết không có khả năng xuất hiện ở đây chúng ta vẫn là trước đưa người hồi song long viện điều dưỡng đi sẽ không giới chỉ sẽ không gạt ta hắn nhất định chính là ở đây hết sức dãy dụa lấy mọi người lôi kéo sở khuynh thành tiếp tục liều mệnh cao hô ra tiếng chắc phàm chắc phàm mắt thấy tình cảnh này không vực bên trong ẩn tàng chắc phàm cắn chặt hàm răng bất đắc dĩ nhắm mắt lại chỉ là đôi mắt ở mép dĩ nhiên đã nổi lên ẩm ướt. Hắn vốn liền biết, cái này một mặt hắn không nên gặp, bởi vì thấy một lần liền không đành lòng lại cách. Khuynh thành, rốt cục, chắc phàm trầm thấp tiếng nói, nghẹn ngào khí tức, cắn răng mang ra, thân thể nhịn không được lắc một cái. Tại chỗ tất cả mọi người nghe đến đạo này trầm đục, không khỏi tất cả đều ngơ ngẩn. Sở khuynh thành càng là chợt sững sờ, tiếp lấy chính là mặt hiện vui mừng, hét to lớn tiếng. Chắc phàm, là người sao, người quả nhiên còn sống, thế nào, chẳng lẽ cái kia chắc phàm thật không có chết ánh mắt khẽ híp một cái ba vị trưởng lão lức nhìn nhau sau đó vội vàng hướng bốn phía nhìn tới nếu là hắn không chết lời nói cái này mấy cái tông bị diệt vụ án liền có rơi thế nhưng là bọn họ cha nửa ngày vẫn là cái gì điều tra không được đúng lúc này một tiếng ngột ngạt cười khẽ lại là đột nhiên vang lên ha 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 ba cái tiểu quỷ ở trước mặt lão phu ra vẻ lộ ra nguyên thần thật sự là không biết tự lượng sức mình à vừa dứt lời nhưng người hô một tiếng vang thật lớn cuồn cuộn màu đen lôi viêm đột nhiên từ trong hư không bỗng nhiên dấy lên tiếp lấy liền vò tới mấy trăm trượng cao kéo dài trăm dặm chi địa trong nháy mắt một mảnh màu đen viêm hải lại sau đó màu đen lôi viêm chậm rãi thành hình cho thấy một cái cao trăm trượng đứng thẳng bóng người màu đen đến hai cái trỏng mắt màu vàng óng trợt dấy lên một mảnh nóng rực kim viêm dường như hai tòa tiểu hòa núi đang thiêu đốt hừng hực khủng bố hủy diệt khí tức trong nháy mắt lấy thái sơn áp đỉnh lực lượng đột nhiên buông xuống khắp nơi cho dù là cái kia ba vị quy nguyên cảnh trường lão cũng đột nhiên cảm giác trong lòng siết chặt dường như chính mình là cái kia tiểu trùng tử tùy thời liền có thể bị đối phương một chân giết chết giống như trong lòng hoảng hốt cái này đây là trong mắt không khỏi hung hăng co lại co lại mọi người ngửa mặt lên trời ngẩng đầu nhìn lấy cái kia toàn thân một mảnh ngọn lửa màu đen giống như mấy trăm trượng cao cự đại khủng bố bóng người nhịn không được cùng nhau hít sâu một hơi hai chân sớm đã dọa đến có chút như nhũn ra lên cho dù là cái kia diệp lân trong lòng rõ ràng hết thảy giờ này khắc này cũng là bất giác giật mình toàn thân phát run ừng ừ một tiếng không lưu loát nuốt ngụm nước bọt trong lòng một trận hò hét đây là có chuyện gì chẳng lẽ cử u ma đế thật buông xuống nhân gian sẽ không sai cỗ này cường hạn uy áp coi là thật không tại sư phụ lão nhân gia ông ta phía dưới trong nhân loại cũng chỉ có thập đế mới có thực lực như thế thế nhưng là cử u ma đế không phải đã mất tích à tại sao lại lại đột nhiên xuất hiện tại phàm giai diệp lân trong lòng kinh dị nhưng càng nhiều là không hiểu mà liền hắn dạng này gặp qua thánh thú nhân này đã là hoảng sợ thành cái bộ dáng này chưa nói chi là còn lại người lúc này sớm đã là hoàn toàn trắng bệch sắc mặt hô hấp cũng bất giác dồn dập lên mắt thấy cảnh này riêng là cái kia ba vị quy nguyên cảnh trưởng lão sợ hãi sắc mặt đầu kia đỉnh trời xanh to lớn đến quả thực làm cho người giận sôi bóng người lại là đột nhiên phát ra từng đạo từng đạo tràn ngập xem thường chế diễu Ha ha ha, ba tên tiểu gia hỏa, vừa mới không phải còn rất uy phong sao. Làm sao, hiện tại tịt ngòi hay sao? Tiên, tiền bối, cuống họng không chỗ ở run rẩy lên. Cái kia đỗ trưởng lão nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, run run rẩy rẩy nói. Không biết tiền bối, thần thánh phương nào? Hai cái tròng mắt màu vàng ống chớp động lên nóng rực hỏa diễm, bóng đen kia bất giác ngửa mặt lên trời cười ha ha, âm thanh chấn bầu trời. Ha ha ha, lão phu sớm nghe nói về chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài người rất nhiều, nhưng không nghĩ tới hôm nay liền gặp được ba cái các ngươi cái này ba cái tiểu quỷ vừa mới không phải một mực hô hào muốn gặp lão phu sao còn nói cái gì không thấy lão phu chân thân tuyệt không tin vân vân làm sao hiện tại gặp lão phu dù sao cũng nên tin tưởng chút đi cử u bá chủ t nhịn không được lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh ba tên trưởng lão triệt để kinh ngạc đến ngây người riêng là cái kiêu trưởng lão vừa mới thế nhưng là đạo lý rõ ràng phân tích cửu u bá chủ thực lực nhưng là bây giờ tránh thức nhìn thấy lại là kém chút đem hắn hoảng sợ nước tiểu không nói trước cái này một chân đầu ngón tay liền có thể nghiền chết bọn họ bóng người to lớn vẻn vẹn là cái kia toàn thân cao thấp tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức thì được bọn hắn ngăn không được trong lòng rung động bọn họ hiện tại đã hoàn toàn minh bạch thiên địa chính nghĩa tông bị diệt không phải dùng cái gì dẫn động địa mạch năng lượng nhanh nhẹn linh hoạt chi đạo mà chính là thật sự thực lực à tuy nhiên cái này cửu u bá chủ còn chưa xuất thủ nhưng bọn hắn đã có thể cảm thấy trên người người này cái kia hủy thiên diệt địa uy năng không khỏi ba người nhất thời vội vàng quỳ hạ bái run rẩy thân thể phù phục nói tiền bối thứ tội chúng ta vừa mới tin miệng nói bậy xin tiền bối không cần thiết tính toán ha 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 ba cái tiểu quỷ người làm lão phu sức chịu đựng giống như các ngươi bụng dạ hẹp hỏi sao không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng cái kia to lớn hắc ảnh một mặt châm chọc nói tiểu cô nương kia chỉ bất quá chống đối các ngươi vài câu thì lập tức không nề mặt đối với người ta một nữ tử động thủ hừ <laughs> hừ lão phu nếu là cùng các người đồng dạng lời nói cái này ba trăm ngàn năm tuế nguyệt bên trong không biết muốn bị tức chết mấy chục ngàn lần t lần thứ ba cùng nhau hít sâu một hơi mọi người lướt nhìn nhau đều là âm thầm tắc lưỡi ai ra ba trăm ngàn năm a à. lão gia hỏa này đến tột cùng là cái gì vậy mà đã sống ba trăm ngàn năm toàn bộ tây châu tông môn lịch sử cũng bất quá vạn năm mà thôi nhưng là lão gia hỏa này thì có ba trăm ngàn năm tuế nguyệt nha nha cái phi đây là triệt triệt để để lão quái vật a à kia cái gì bất bại kiếm tôn căn bản không có cách nào cùng người ta so à khó trách ngưu bức như vậy có thực lực như thế thật không biết người này hiện tại tu vi đã đạt đến loại cảnh giới nào đoán chừng đã là vượt qua quy nguyên cảnh đi nghĩ tới đây ba người chà chà mồ hôi lạnh trên trán sớm đã dọa đến run rẩy không ngừng không dám nhúc nhích không có ở ý ba người liếc một chút bóng đèn kia to lớn xong đồng lại là bỗng dưng để mắt tới sở khuynh thành phương hướng trầm ngâm một chút đột nhiên thở dài một tiếng vung tay lên một cái lôi quang nổ vang giới chỉ liền chậm rãi từ không trung rơi xuống đến khuynh thành lão phu thì xưng hô như vậy ngươi đi ngươi muốn tìm thế nhưng là cái này lạch cạch một tiếng cái kia giới chỉ chỉnh chỉnh rơi xuống sở khuynh thành trong tay định thần nhìn lại lại không phải chắc phàm lôi linh giới lại là vật gì đây là chắc phàm sao lại thế thân thể hơi hơi lắc một cái sở khuynh thành vội vã nhìn về phía cái kia to lớn hắc ảnh miệng thơm nhẹ trương muốn hỏi chút gì lại là trong lòng một trận lo lắng không dám hỏi ra minh bạch trong nội tâm nàng ý tứ bóng đen kia ngừng dừng một chút thản nhiên nói nữ oa quên hắn a à. hắn sẽ không lại trở về thân thể nhịn không được chấn động sở khuynh thành song quyền khẽ run lên ta thiên ma sơn ba mươi vạn năm trước từ lão phu khai sơn lập tông hoành hành thiên hạ không người có thể địch phảng phất muốn kể rõ hết thảy nguyên do bóng đen kia mở miệng yếu ớt nhưng ngự thế hai trăm ngàn năm sau lão phu mệt mỏi quyết định chuyên tâm khám ngộ thiên đạo liền bế quan tỏa tông tan biến tại đại lục phía trên. Bất quá ngẫu nhiên, Lão Phu cũng sẽ du lịch đại lục các nơi, chọn lựa tư chất còn có thể môn nhân. Chắc phàm, chính là Lão Phu quan môn đệ tử, Lão Phu ngộ đạo, coi trọng trước nhập thế, sau đó xuất thế. Trong môn phái đệ tử phần lớn không tại đại lục hành tẩu, nhưng chắc phàm nhập môn còn thấp, Lão Phu để hắn trên thế gian du lịch, sau cùng theo Lão Phu cùng nhau quy ẩn. Vốn là nghĩ hẳn bằng Lão Phu truyền cho thần thông, bảo mệnh không có gì đáng ngại, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, vẫn là chúng kẻ xấu độc thủ, đây là mệnh vậy, phận vậy. ai bóng đen kia nói đến đây, một trận thất lạc, thở dài không thôi, rất nhiều đau mất ái đồ chi tâm. ba vị quy nguyên cảnh trưởng lão nghe, lại là ngăn không được rơi mồ hôi lạnh. hiện tại hết thầy đều rõ ràng, nói rõ báo thù a, à. nhưng là là đối với người này, mình còn thật bắt người ta không có cách nào. chẳng lẽ ngươi không nghe người ta nói, người ta ba mươi vạn năm trước thì hoành hành thiên hạ, cuối cùng là người ta chán ghét thiên hạ tranh đấu, mới quy ẩn lên cùng các người những thứ này bây giờ còn tại lẫn nhau tranh đấu căn bản không phải một cảnh giới được không cùng lão quái này vật tính sổ sách tây châu đền hết cũng không động đậy người ta một sợi lông a à. mà lại người ta cũng nói thiên ma sơn có thể không chỉ hắn một người người ta nhưng còn có ẩn thế đệ từ đâu cái này muốn tất cả đều xuất động còn không đem toàn bộ đại lục đều lật tung không thể Vừa nghĩ đến đây ba người đều nhanh hoảng sợ nước tiểu bọn họ lần này đi ra dò xét thật sự là dò ra một cái kinh thiên động địa tổ ong vò vẽ a à cho dù cũng là cái kia bất bại kiếm tôn, đoán chừng cũng không dám động cái này tổ ong một phân một hào a. À. Chương 846, chiếu cố, tiền bối, lúc đó chắc phàm bị chết chỗ, chúng ta từng nhìn đến cùng hôm nay một dạng hỏa quang, đây chính là tiền bối gây nên, tựa hồ không chút nào sợ bóng đen này giống như, Sở Khuynh Thành trong mắt mang theo hy vọng, khẩn cấp hỏi, mắt bên trong kim sắc hỏa quang lóe lên lóe lên, bóng đen kia hơi hơi gật gật đầu, không tệ, đó chính là lão phu trong nháy mắt gây nên, mẹ nó trong nháy mắt thì tạo thành kéo dài 800 dặm sinh linh đổ thán. Lão gia hỏa này quả nhiên khủng bố lợi hại, cổ không khỏi co rụt lại, ba vị trưởng lão trong lòng càng là lo sợ. Thế nhưng là Diệp Lân nghe ở đây, lại là nhịn không được thân thể trì trệ, kém chút từng ngụm từng ngụm nước phun ra ngoài. Lúc đó cái dạng gì tình huống, hắn rõ ràng nhất, dù sao cũng là hắn đưa gây nên. Nhưng là bây giờ bóng đen này thế mà chính mình, thừa nhận, không cần phải nói. Cái này nha khẳng định, không phải cựu U Ma Đế buông xuống, mà chính là chắc phàm chính mình giờ trò quỷ nhưng là hắn làm sao lại có thể đem chuyện này làm được cùng thật một dạng đâu liền ba vị quy nguyên cảnh trưởng lão đều bị hắn hù đến sừng sốt một chút thật sâu nhìn ba cái kia nằm dạp trên mặt đất trưởng lão liếc một chút diệp lân không khỏi trong lòng âm thầm cười trộm như vậy lúc đó chắc phàm hắn trong lòng còn mang theo sau cùng một tia hy vọng sở khuynh thành vội vàng vội vã lên tiếng thật sâu liếc hắn một cái bóng đen kia lại là lạnh lùng mở miệng chết chết thân thể nhịn không được chấn động sở khuynh thành không khỏi hướng về sau vội vã lui hai bước mặt trong nháy mắt chính là một mảnh cho tàn chi sắc trong lòng bất giác đau xót chắc phàm núp trong bóng tối nhìn lấy trong lòng người ngọc cái kia đã tuyệt vọng mặt mũi nhịn không được hung hăng nắm lại quyền đầu móng tay đều đã đập đến trong thịt nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng trầm thấp tiếng nói nói lúc đó lão phu đuổi tới chắc phàm tiểu đồ đã thần hồn câu diệt hải cốt máu thịt be bé bét bởi vậy lão phu dưới cơn nóng giận mới đưa những người kia đều tiêu diệt về sau lão phu đem tiểu đồ hài cốt mang về thiên ma sơn an táng không ngừng công sư đồ một trận sau đó liền lại trở về thay tiểu đồ kết lần này ân oán tây châu chỉ là bốn cái tông môn thì dám giết ta thiên ma sơn đệ tử hừ hừ thật lớn mật vậy cũng là lão phu gần mấy vạn năm ngộ đạo có chỗ tâm đắc tính khí hiền lành không ít nếu không mà nói toàn bộ tây châu hừ thân thể nhịn không được lắc một cái cái kia ba tên trưởng lão đầu thấp đủ cho càng sâu toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm bà mẹ ngươi chứ gấu a à a à. lần này cái này bốn cái tông môn thật sự là gây một cái hủy thiên diệt địa đại thần a à. như không phải người ta gần nhất tính khí biến tốt toàn bộ tây châu đoán chừng đều phải táng thân trong biển lửa có thể tưởng tượng người ta thế nhưng là ba mươi vạn năm trước ngay tại đại lục hô phong hoán vũ người thủ đoạn có thể không sắc bén sao nói như vậy cái này tứ tông thật sự là diệt thật tốt a à. hết biết cho tây châu thêm phiền trong lúc nhất thời ba vị này trưởng lão đã triệt để quay lại đầu mâu không còn vì cái kia bị diệt tông môn giải oan mà chính là trong lòng hận hận chú mang chúng nó tận cho bọn hắn tìm phiền toái còn tìm lớn như vậy phiền phức người đem bất bại kiếm tôn rước lấy cũng so chiêu chọc phải như thế cái lão yêu quái mạnh a à. như vậy nói như vậy lời nói hắn chết thật tựa hồ hoàn toàn không có nghe được bóng đen kia đằng sau lời nói sở khuynh thành trong mắt đã một mảnh chết hết trì sắc tiếp lấy xong đồng ngưng tụ ngột không còn liền trong nháy mắt ngất đi thủy nhược hoa bọn người gặp vội vàng đỡ lấy vội vàng nói khuynh thành khuynh thành người làm sao chắc phàm gặp này cũng là không nhịn được muốn lao ra đưa tay đem vợ mình ôm vào lòng thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là cưỡng ép trệ ở thân hình vươn tay cũng đột nhiên lui về đến bất đắc dĩ nhắm hai mắt sao động cái đầu giờ này khác này lòng hắn tại máu lại lại bất lực bởi vì hắn sau này muốn mặt đối với đối thủ thực sự quá cường đại cơ hồ chính là hẳn phải chết chi địa hơn nữa còn chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện hắn không muốn đem nàng liên lụy vào thì tất yếu nhẫn tâm chặt đứt cái này thật vất vả kết thành nhân duyên ông một đạo không gian ba động vang lên sở khuynh thành trong tay cái viên kia lôi linh giới bỗng dưng biến mất đợi lúc xuất hiện lần nữa đã là đi vào không trung bóng đen kia trước mặt dần dần dung nhập trong bóng đen mấy người các ngươi tiểu quỷ đều nghe kỹ cho ta cái này gọi khuynh thành nữ oa là ta đệ tử trác phàm thê tử lão phu cũng nhận nàng vì ta thiên ma sơn người thật sâu nhìn sở khuynh thành liếc một chút hắc ảnh thăm thẳm lên tiếng nàng sau khi tỉnh lại các ngươi nói cho nàng trong tay nàng chiếc nhẫn kia từ nay về sau mỗi một cái thiên ma sơn đệ tử đều sẽ nhận như có bất kỳ khó xử đều không cần phải lo lắng chiếc nhẫn kia lập lòe lôi quang thời điểm tất có mới hy vọng xuất hiện lời nói nói xong phần phật một tiếng bóng đen kia nhất thời tiêu tán không thấy khủng bố uy áp cũng đột nhiên biến mất không còn tâm tích ngẩng đầu nhìn xem phía trước vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực biển lửa từ phía lại không một bóng người xuất hiện Tựa hồ cái kia vị cao thủ đã rời đi giống như, ba vị trưởng lão cuối cùng đứng lên, sau đó đặt mông lại ngã ngồi xuống, lưng tựa lưng, thở hồng hộc hô lấy nóng rực không khí, một trận cảm thán, Đỗ lão đầu vừa mới thật sự là hoảng sợ nước tiểu lão phu tại người lão quái kia, ách không, là lão tiền bối trước mặt, lão phu có thể so sánh tại Song Tôn trước mặt còn khẩn trương, không phải sao? Đừng nói là Song Tôn, lão phu sau này tình nguyện đối mặt bất bại kiếm Tôn, cũng không muốn cùng cái này, lão tiền bối gặp mặt hắn trên thân cái kia cũ hủy diệt khí tức thật sự là làm người run sợ à nói đúng à ba người liếc nhìn nhau đều có như kiếp sau chạy trốn giống như may mắn hô hấp lấy mỗi một tia không khí thế nhưng là rất nhanh ba người nhìn đến mọi người vây quanh sở khuynh thành chỗ đó dường như lại nghĩ tới cái gì giống như vội vã chỉ nàng nói nhanh mau dẫn nàng hồi tông ô trưởng lão khuynh thành sư muội đều đã thương tâm quá độ ngất đi sẽ không lại náo ngài còn muốn đem nàng kéo về tông môn à bất đắc dĩ lắc lắc đầu vũ thanh thu thở dài nói thế nhưng là nghe được lời này cái kia âu trưởng lão nhất thời từng ngụm từng ngụm nước phun đến trên mặt hắn thả ngươi nương cái rắm ta để ngươi đem nàng kéo trở về sao ta là để cho các ngươi đem vị này bà cô nhỏ hảo hảo mà đưa về tông môn điều dưỡng nàng cũng không thể lại ra sự tình ách không khỏi sững sờ mọi người một mặt kỳ quái trưởng lão này thái độ làm sao 180 đại đảo ngược a à? vừa mới cũng bởi vì sở khuynh thành chống đối hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi đây, nhưng bây giờ, biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, Ô trưởng lão bất đắc dĩ trợn mắt một cái nhi, các người ngốc a, à, không nghe thấy vừa mới tiền bối kia nói, nhận xuống sở khuynh thành cái này đồ như con dâu, phía sau nàng thế, nhưng là có kia cái gì đáng sợ thiên ma sơn bào bọc đây, nàng nếu là tại chúng ta song long viện ra chuyện, cái kia nhà, ách không, lão tiền bối tìm đến, chúng ta còn có sống hay không? Thế nhưng là ngược lại đây, về sau cái kia lão tiền bối, nếu có thể cho chúng ta làm chỗ dựa lời nói coi như cái kia bất bại kiếm tôn đánh tới chúng ta còn sợ cái dám à cho nên nói hiện tại vị này cô nãi nãi thế như là chúng ta báo vật trong báo vật cắt muốn sống tốt bảo dưỡng tốt ô trưởng lão một mặt kiên định sắc mặt nghiêm túc còn lại hai vị trưởng lão cũng là ngăn không được gật đầu đến tận đây mọi người mới hiểu được bọn họ tâm ý một mặt không sai gật gật đầu cái này mấy vị trưởng lão còn thật mẹ hắn hiện thực à diệp lân cũng rốt cuộc minh bạch chắc phải vì sao mượn danh nghĩa cái kia cửu u bá chủ thân thể nói ra cái kia lời nói, nguyên lai là phải che chở sở khuynh thành a. Lúc trước sở khuynh thành chống đối trưởng lão tràng diện, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên hắn không thể trực tiếp tương hộ, nhưng là mượn cử u bá chủ cái kia phiên trang bức ngôn luận vừa ra mấy cái này trưởng lão liền phải cùng hầu hạ bọn họ lão nương một dạng hiếu kính lấy. Đây mới là chủ hoạch ở ngoài ngàn dặm như cũ hộ đến thê tử an toàn, có thể tưởng tượng. trải qua chuyện này về sau, cho dù ngày sau tây châu có nguy hiểm gì sự tình, ai dám phái sở khuynh thành lên a? bảo hộ còn đến không kịp đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Lân bất giác âm thầm tán thường, sau đó vừa nhìn về phía ba vị trưởng lão nói. Ách, trưởng lão, tứ tông thảm án diệt môn đã có kết quả, thế nhưng là còn có một chút, vị kia cử u bá chủ là làm đệ tử báo thủ, nhưng là ngự thú tông cũng không có. Được, coi như nó có đi, vội vã khoát khoát tay, đỗ trưởng lão chặn lại nói, vừa mới vị kia lão tiền bối đã nhanh ngủ chết chúng ta, chúng ta còn có thể lại tìm tới đến hỏi hắn ngự thú tông chuyện gì xảy ra sao, lại nói, Ngựa thú tông cùng chắc phàm cũng không đúng giao cũng có cửu oán coi như vị sư phụ này làm đệ tử xuất khí dù sao sự kiện này chúng ta không thể lại tra cứ như vậy báo cáo đi thật sâu xem bọn hắn liếc một chút diệp lần khẽ gật đầu trong lòng cười thầm có thể như thế tự nhiên tốt nhất ngay sau đó mọi người liền mang theo hôn mê sở khuynh thành rất nhanh rời đi nơi này riêng là cái kia ba vị trưởng lão lại là cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này ở lâu một phút thẳng đến tất cả mọi người rời đi về sau không gian một trận vô hình ba động Trác phàm đang yên lặng theo không vực bên trong đi tới trong mắt một trận thương cảm đây là hắn cùng sở khuynh thành sau cùng ly biệt đại ca vừa mấy cái kia xuất diễn diễn thật sự là tuyệt à thật đem chúng ta đều hoảng sợ nước tiểu ta còn thực sự tưởng rằng cửu u ma đế đột nhiên buông xuống đâu bỗng nhiên kêu to một tiếng đột nhiên mà vang vọng tại trác phàm bên tai chố mắt nhìn trác phàm quay đầu nhìn qua đã thấy chẳng biết lúc nào diệp lân không ngờ đi mà quay lại trong mắt mang theo nghi hoặc chắc phảm lạnh lùng nói người tại sao lại trở về hắc 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 có chút không biết rõ ràng lâm thời cùng ba cái kia lão gia hỏa xin phép nghỉ trở lại còn mời đại ca chỉ giáo khom người cúi đầu diệp lân liếm láp mặt nói liếc mắt liếc một cái hắn chắc phảm xoay người rời đi không có hứng thú ai người cái này không để tình a à. đại tẩu có thể xuất hiện ở đây vẫn là ta mang đến đây không phải vậy ngươi lần này tây châu chuyến đi chỉ sợ căn bản thì không có ý định lại đi gặp nàng đi thân thể hơi chậm lại chắc phàm suy nghĩ một chút thở dài lên tiếng nói chuyện gì thì là vừa vặn cái kia ma đế hóa thân người đến tột cùng làm sao làm cùng thật một dạng liền ba cái kia quy nguyên cao thủ đều hù dọa gặp chắc phàm đáp ứng diệp lân không khỏi lại ưỡn nghiêm mặt tiến lên hì hì cười nói trầm ngâm một chút chắc phàm đạm mạc lên tiếng cái này rất đơn giản ba phần thật bảy phần giả cái kia cái to lớn hóa thân là ta làm ra huyễn ảnh cái này vốn là không lừa được ba cái kia quy nguyên cao thủ thế nhưng là đến một lần bọn họ đều đã bị thương, bản thân thực lực yếu bớt, cảm giác không còn nhạy cảm. Thứ hai ta cái kia trong bóng đen, xác thực thêm vào một chút diệt thế lôi viêm, bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu nhất là cái kia hai con người, là còn lại hai khỏa long tức đan đặt ở chỗ đó. Cái kia thật đúng là long tổ lực lượng, phát tán khí thế tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Cứ như vậy, khí thế cùng huyễn ảnh đều có, bọn họ tự nhiên coi giả là trở thành sự thật, cao, thật sự là cao không hổ là dựa vào nhanh nhẹn linh hoạt tính kế đánh bại ta nam nhân diệp lân trong lòng không sai không khỏi hướng chắc phàm giơ ngón tay cái lên không có lức hắn một cái chắc phàm trực tiếp quay người rời đi thế nhưng là đi chưa được mấy bước lại là lại ngột đến rừng thân thăm thẳm lên tiếng từ nay về sau ta liền rời đi tây châu người tại song long viện bên trong khuynh thành bên kia yên tâm có ta ở đây đại tàu không có việc gì không đợi chắc phàm nói xong diệp lân đã là vũ bộ ngực bảo đảm nói nghe được lời này Chắc phẩm khóe miệng xẹt qua một đạo vui vẻ đường cong, không hề nói gì. Cất bước chậm rãi biến mất tại ánh lửa ngút trời chiếu rọi trong bóng đêm, phút chốc biến mất bóng người. Chương 847, bổ vị, khởi bẩm hai vị trí tôn, lại nói cái kia cửu u bá chủ, chiều cao cao trăm trượng, đầu đỉnh trời, chân đạp đất, xa xa không nhìn thấy đỉnh đầu, toàn thân cao thấp hóc viêm tràn ngập, thôn vệ bầu trời, hai khỏa con người, rõ ràng như sao, giống như trích dương, có bán kính 10 mét lớn nhỏ tản ra khiếp người tinh quang song long viện thông thiên các bên trong ba vị điều tra tiểu tổ trưởng lão mang theo một đám đệ tử quỳ sát tại song long trí tôn trước mặt bẩm báo lấy ngày đó tình hình trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo khó có thể che giấu kinh khủng hai vị trí tôn cứ như vậy kinh ngạc nhìn bọn họ lặng lặng nghe bọn họ báo cáo chờ hết thầy sau khi kết thúc hai cái lão đầu liếc nhìn nhau dĩ nhiên đã là hoàn toàn mắt trợn tròn hắc nghiêm trí tôn càng là không thể tin nhìn lấy mọi người mi đầu khẽ run trầm ngâm nửa ngày, mới có hơi không lưu loát mà nói. Chiều cao 100 trượng, một con mắt thì có dài 10 mét bán kính. Ân, cái này mẹ hắn còn là người sao? Ách, không khỏi trì trệ. Ba vị trưởng lão lẫn nhau nhìn xem, cũng là nhịn không được lắc đầu nở nụ cười khổ. Hai vị trí tôn phản ứng như vậy, bọn họ sớm đã đoán được. Nói thật, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng vạn vạn không thể tin được. Trên đời có dạng này lão yêu quái, tồn tại thế gian. Hai vị trí tôn đại nhân, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, không dám hồ ngôn loạn ngữ, không tin các người hỏi những tiểu tử này, bọn họ lúc đó cũng ở tại chỗ, mắt thấy cái kia vị cao thủ hình dáng tướng mạo, quả nhiên là dọa người khủng bố à. Lần nữa thật sâu bay xuống, ô trưởng lão thở dài một tiếng, bất đắc dĩ dao động cái đầu, trong chốc lát, thiên địa chính nghĩa tông trong nháy mắt san thành bình địa, hóa thành một cái biển lửa, không còn chút nào nữa sinh sống có thể nói, đây đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy, vị tiền bối kia thực lực, quả nhiên là quan tuyệt cổ kim không hổ là 300 ngàn năm công lực lão quái vật à, toàn bộ đại lục, đoán chừng đều không người là địch. Bao quát cái kia bất bại kiếm tôn cũng giống vậy, bất quá thiên ma sơn này, tựa hồ sớm đã quy ẩn sơn lâm, đệ tử trong môn phái phần lớn không tại đại lục hành tàu. Nếu không như thế một cái quan tuyệt cổ kim tông môn xuất thế, đâu còn có cái kia bất bại kiếm tôn nhảy nhót chỗ trống, thật sâu xem bọn hắn liếc một chút. Hai vị trí tôn tuy nhiên vẫn như cũ hồ nghi, khó mà tin được như thế kỳ quặc sự tình cái này toàn bộ đại lục làm sao còn hội cất dấu đáng sợ như thế tồn tại đâu thế nhưng là cả bọn họ mặt hiện chân thành tha thiết không giống nói dối mà lại hồi tưởng lại chắc phẩm cái kia viễn siêu thường nhân quái vật giống như thực lực có thể điều giáo ra dạng này đệ tử cao thủ cũng tuyệt không phải hạng người bình thường à như thế như vậy hai vị trí tôn lần nữa liếc mắt nhìn nhau hơi hơi gật gật đầu đã là có bảy tám phần tin tưởng tuy nói vị kia danh xưng cửu u bá chủ tiền bối chưa chắc là cái gì chiều cao một trăm trượng quái vật có lẽ là dùng cái gì thần thông hóa thân che giấu thân hình nhưng phần này thực lực lại là tiêu chuẩn bằng không thì cũng không có khả năng trong nháy mắt trấn trụ ba tên quy nguyên cảnh cao thủ nói như vậy thiên ma sơn này trả thù một chuyện vẫn là không nên quá nhiều truy cứu nếu không chỉ sợ thật muốn chọc tổ ong vò vẽ nghĩ như vậy hắc nghiêm trí tôn nhàn nhạt phất phất tay thăm thẳm lên tiếng đã việc này không phải hắn châu thế lực rót và gây nên đối với chúng ta tây châu chắc là tạm thời không ngại cứ như vậy quên đi bây giờ ngũ tông đủ diệt đều là bởi vì trả thù gây nên cũng là bọn hắn chính mình gieo gió gặt bão chọc không nên dây vào người chúng ta cũng không cần thiết vì bọn họ lại vì tây châu trêu chọc không tất yếu sự cố đỗ trưởng lão các ngươi lập tức kém người thông báo các tông nói việc này đã cùng các châu ở giữa tranh đấu không quan hệ để bọn hắn an tâm đi còn có căn dặn bọn họ an giữ bổn phận chớ ỉ vào tông môn thực lực hoành hành ai biết trên đời này còn có hay không giống thiên ma sơn đáng sợ như thế tồn tại đúng thuộc hạ cái này đi làm cúi người hành lễ đỗ trưởng lão chậm rãi lui xuống đi yên tĩnh mà nhìn xem hắn rời đi bạch mi trí tôn trong lòng suy nghĩ nửa ngày lại là cao mày nói cái kia ngũ tông gieo gió gạt bão chúng ta không để ý tới cũng chính là thế nhưng là ngũ tông chống đi vị trí nên làm cái gì đúng vậy à tây châu địa vực như thế rộng khắp chín trong tông ngũ tông biến mất còn lại những địa phương này thành chân không khu vực không người giám thị không thể nói được thì sẽ trở thành một lỗ hồng bị người khác thừa cơ chui vào cái này mi đầu đồng dạng thật sâu nhíu lại hắc nhiêm trí tôn cũng là ngăn không được thở dài thiên ma sơn chúng ta không nên trêu chọc nhưng ta tây châu lần này tổn thất lại là có chút quá lớn thậm chí đã dao động toàn bộ tây châu ổn định nghe được lời này phía dưới quỷ sát mọi người cũng là nhịn không được than nhẹ lên tiếng trong lòng bọn họ cũng minh bạch lần này mất đi năm cái tông môn không chỉ là tây châu chiến lược thiếu thốn đồng dạng cũng là toàn bộ tây châu quản chế thiếu thốn riêng là lần này một cái thượng tam tông một cái trung tam tông lần lượt bị diệt lại là chống đi rất một mảng lớn chân không khu vực phải biết thượng tam tông nơi ở không chỉ là được đến địa phương cung phụng mà lại là giám thị toàn bộ bảng đại nhất lưu đế quốc còn có xung quanh mấy chục nước phụ thuộc nhà để phòng bên ngoài châu đột kích mà thiên hành tông mặc dù là trung tam tông chi mạt nhìn như tọa lạc ở thiên vũ cái này tam lưu trong đế quốc nhưng mà thực tế còn gánh vác xung quanh mấy chục tiểu quốc giám sát lại thêm ngự thú tông bị diệt khuyển nhung đế quốc chấn nước tông môn vị trí lại để chống bỗng dưng tây châu một phần năm khu vực bỗng nhiên trở thành chín tông chạm đến không đến chân không lĩnh vực đây đối với tây châu ổn định lại là lớn nhất thời khắc nguy hiểm mà tây châu chín tông trung trưởng đại quyền thể chế cũng gặp phải hung hiểm nhất khiêu chiến có lẽ tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trung châu một khi thừa cơ theo cái này chút lỗ hổng đánh vào tây châu đem về binh bại như núi đổ tan tác đi xuống lại khó tầng tầng phòng thủ thận trọng từng bước đây là hai vị trí tôn giờ này khắc này thứ nhất lo lắng sự tình mi đầu ngưng tụ thành một cái khe âu trưởng lão trầm ngâm sau một hồi thử thăm dò nhìn về phía hai vị trí tôn nói khởi bẩm hai vị trí tôn những thứ này khu vực tuy nhiên để chống nhưng may ra cũng không quá rộng khắp cũng liền thiên địa chính nghĩa tông sở thuộc khu vực đủ lớn nếu không chúng ta đem những này lĩnh vực gánh vác đến còn lại tứ tông trên thân không thể chậm rãi lắc đầu hắc nghiêm chí tôn lúc này phủ định chín tông phân công lĩnh vực đều là lấy thực lực đến phân đều là tông môn nhưng là trong phạm vi chịu đựng nếu là tùy tiện đem nơi xa lĩnh vực gánh vác đến tứ tông không nói trước cái kia tứ tông có hay không có năng lực như thế vẻn vẹn là gánh vác tới tay lĩnh vực tất nhiên cần phái người đã đi đến đóng quân đây chính là cái vấn đề đừng quên mà sách tông giáo huấn thân thể nhịn không được chấn động âu trưởng lão lúc này kịp phản ứng xấu hổ cúi thấp đầu liên tục xưng là không sai hắn làm sao đem trọng yếu như vậy vấn đề mấu chốt cấp quên Chín tông chỗ lấy có thể ổn định Tây Châu, không phải là bởi vì chín tông cỡ nào đoàn kết, mà chính là chín tông lẫn nhau, ở giữa kiềm chế lẫn nhau, một tông phản bội, tám tông cùng thảo phạt, mà một cái tông môn cũng giống vậy, tông môn chỗ lấy có thể hình thành một cỗ chiến lực. Chính vì bọn họ suốt ngày tập hợp một chỗ, dò xét lẫn nhau, có người nếu có phản tông ý đồ, rất nhanh liền có thể bị phát hiện tiêu diệt. Thế nhưng là một khi tông môn có thế lực bị phân đi ra đóng quân ngoại vực lời nói, người thì có thể bảo chứng hắn sẽ không bắt đầu từ số 0 phản bội tông môn riêng là lúc này liền cần chống đỡ riêng là ngoại địch chống đỡ ngược lại lại càng dễ dẫn địch xâm lấn năm đó tà vô nguyệt bởi vì bất mãn chính mình tông chủ vị trí bị lột còn tại trong tông cấu kết ngoại nhân liều chết phản nghịch đây huống chi hiện tại nếu là đem một tông chi lực làm hai cỗ tất nhiên gây nên nội hoạn nghĩ tới đây cái kia âu trưởng lão đã là đầy đầu mồ hôi lạnh hận không thể rút chính mình hai miệng nghĩ ra loại này chủ ý ngu ngốc kém chút thì dao động tây châu căn bản thật sâu liếc hắn một cái hắc nhiêm trí tôn cũng biết hắn là vô tâm trí thất thì không so đo chỉ là mi đầu vẫn như cũ nhíu chặt đúng lúc này vũ thanh thu suy nghĩ một chút cuối cùng khom người liền ôm quyền mở miệng nói hai vị trí tôn đại nhân vãn bối có một đề nghị không biết không biết có nên nói hay không cứ nói đừng ngại dương mắt liếc liếc hắn hắc nhiêm trí tôn đạm mạc lên tiếng trầm ngâm một chút vũ thanh thu sâu xa nói tây châu chín tông mỗi người đóng quân chín cái lĩnh vực lấy bảo vệ tây châu không ngại mà cái này chín cái địa phương cũng chỉ có bản tông người thứ nhất giải cho nên sưng chín tông vì chín đầu địa đầu xà cũng không đủ đi mi đầu không khỏi lắc một cái hai vị trí tôn thật sâu nhìn lấy hắn trong mắt nổi lên kỳ sắc hắn lời ấy ý gì hai vị trí tôn đã hiện tại chín đầu địa đầu xà chết năm đầu xà vương chúng ta cùng theo khác bảy rắn lôi ra một đầu đi làm xà vương gì không ngay tại chỗ lấy tài liệu trực tiếp tại bản địa tuyển ra một con rắn vương trung chấn tây châu đại nghiệp người nói là thân thể nhịn không được run run, hai vị trí Tôn nghe Vũ Thanh Thu nói, đều là lại lẫn nhau nhìn xem về sau, cùng nhau lên tiếng, bồi dưỡng thế lực mới, bù đắp để chống Ngũ tông ghế, bình tĩnh gật đầu, Vũ Thanh Thu nhạt cười một tiếng, thế nhưng là, thế tục ở giữa, có dạng này thế lực, có thể gánh chịu nổi tông môn đại chức sao? Hai vị trí Tôn minh xét, đệ tử tạm thời đảm bảo một phương thế lực, nhưng này trách nhiệm, thật sâu bái bái, Vũ Thanh Thu trong mắt tinh quang lóe lên, bình tĩnh lên tiếng đệ tử trước đó không lâu đi thiên vũ phát hiện thiên vũ đế quốc lạc minh phát triển cấp tốc minh chủ khôn khéo hơn người đối xử mọi người khiêm tốn phổ biến thụ ủng hộ trong minh nhân tài đông đúc trước ma sách tông rất nhiều cao thủ đều là được thu vào trong minh sau này nếu có song long viện đến đỡ lời nói nhất định phát triển càng nhanh chóng nhưng là chống lên tây châu một góc thiên địa mí mắt hơi hơi run run hắc nhiêm trí tôn thật sâu lức hắn một cái sau đó vừa nhìn về phía phía dưới chúng nhân nói các người ý tứ đâu đồng ý đồng ý đồng ý viêm ma diệp lân ôn đào các đệ tử cùng nhau tỏ thái độ không có một cái nào trần trờ điều này không khỏi làm hai vị trí tôn một trận kỳ quái bọn họ cùng cái này lạc minh đến tột cùng có quan hệ gì vậy mà nhất trừ ủng hộ bất quá bất kể nói thế nào cái này lạc minh cũng không phải hạng người bình thường có thể đem những thứ này không ai bị nổi thiên tài đệ tử tâm đều tụ lại lên cũng coi như khó được sau đó hắc nhiêm trí tôn vừa nhìn về phía âu trưởng lão thản nhiên nói ngươi đi xem kỹ một chút nếu là thật sự có cái này tư chất thì để bọn hắn bổ vị a à. vậy cũng là tây châu chi phúc vâng âu trưởng lão cúi đầu không người lĩnh mệnh lại sau đó mọi người lại thương lượng một số còn lại việc vặt vãnh liền đều tán vũ thanh thu cùng diệp lân bọn người vừa ra thông thiên các liền thẳng tắp hướng một chỗ thác nước thanh tuyền địa phương bay đi một bên được vừa cười nói cái này lạc ra là chắc huynh bản ra lần này chúng ta đem lạc ra để lên chín tông ghế nghĩ đến chắc huynh trên trời có linh thiêng cũng nên vui mừng đi hắn vui mừng không vui mừng không biết dù sao làm làm đối thủ ta tính toán xứng đáng hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí viêm ma bật cười lắc lắc đầu lần này chúng ta đem tin tức này nói cho sở khuynh thành cô nương kia hẳn là cũng hiểu ý tình thư giãn một số đi cái này ai biết nàng có vẻ như cũng không quan tâm loại này sau lưng vinh quang không khỏi bĩu môi diệp lân thở dài một tiếng liếc xéo hắn liếc một chút viêm ma không khỏi cười ta nói uy chúng ta đây là đi xem sở khuynh thành nàng có vẻ như không thế nào chào đón ngươi ngươi theo làm gì nàng có nguyện ý hay không gặp ta là một chuyện ta có đi hay không nhìn nàng là một chuyện khác ngươi quản được sao không khỏi nhẹ hư một tiếng diệp lân từ chối cho ý kiến vũ thanh thu gặp cũng lại yên lặng cười cười các ngươi hai cái khác tranh cãi đã đến nói mọi người đã là nhìn đến cái kia thanh đàm một bên một tòa có chút lịch sự tao nhã sân nhỏ sau đó cùng nhau hạ xuống Thế nhưng là khi bọn hắn vừa đi vào viện tử, lại là chợt thấy đến Thủy Nhược Hoa cùng Đan Nhi hai nữ, một mặt ngây ngốc đứng tại một gian phòng ốc bên cạnh cửa, trong mắt tràn đầy kinh hãi thương tổn chi sắc, làm sao, không khỏi sững sờ, Vũ Thanh Thu bọn họ cũng là vội vã đi qua, hướng vào phía trong xem, lại là chợt trì trệ, cũng là trong nháy mắt sừng sốt, chỉ thấy giờ này khắc này, trong phòng bóng hình xinh đẹp, mặt mũi tràn đầy thương cảm nghiêng dựa vào cột giường bên cạnh, từng tia từng tia bạch tuyết một dạng sợi bạc theo cửa sổ gió nhẹ, đang nhẹ nhàng nổi lơ lửng. Chương 848, lại đến Vạn Thú Sơn, tức giống, từng tiếng hót vang vang vọng giữa trời, từng đạo từng đạo giống to, âm thanh trấn sơn lâm, Vạn Thú Sơn mạch, Thiên Vũ Đế quốc linh thú dày đặc nhất chi địa, cũng là hung hiểm nhất địa phương, thường nhân nếu là bước vào một bước, liền có sinh mệnh chi lo, cho dù là thực lực cường hãn tu giả, nếu là tự ý nhập vùng núi này chỗ sâu, cũng là đã đi là không thể trở về hạ tràng. Vô luận thực lực người mạnh cỡ nào, đều là như thế truyền thuyết bên trong vùng núi này bên trong cư trú một cái trung cực mãnh thú không có bất kỳ cái gì một tên nhân loại tu giả có thể cùng chống lại có thể theo hắn nanh vút phía dưới chạy trốn cái này cũng thì tạo thành cái này cổ lão sơn mạch trở thành số lượng không nhiều lịch sử loài người lên thần bí nhất vị trí không có bất kỳ người nào tránh thức toàn bộ đặt chân qua địa phương có lẽ có người như vậy tồn tại đáng tiếc bọn họ lại không còn có từ bên trong đi ra nhưng là giờ này khác này một đạo người khoác màu đen bào phục bóng người lại là một mặt thành thơi chỉ sắc chỗ chậm rãi hướng bên trong dạo bước bước đi bốn phía linh thú đối với hắn giống to quát lớn hắn cũng không để ý tới cuối cùng luôn luôn có như vậy mấy cái không biết thời thế quái thú liếm liếm khoái miệng răng nanh bỗng nhiên bổ nhào về phía trước hướng người kia lộ ra để miệng tinh hồng răng nanh thế nhưng là ngay tại con linh thú này vừa mới đến gần hắn một sát na kia chuyện quỷ dị lại là bỗng dưng phát sinh người kia cái gì cũng không làm vẫn như cũ chậm rãi từ từ hướng trước đi bộ nhưng là con linh thú kia lại là nhất thời trọng mắt không còn trong nháy mắt mất đi sức sống bừng bừng sinh sống đột nhiên bịch một tiếng té xuống đất không còn có lên qua chỉ có người kia còn tại như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như phiêu hốt hướng về phía trước di chuyển cước bộ khóe môi nhếch lên tà dị mỉm cười đối mặt quỷ dị như vậy nam nhân xuất hiện tại vạn thú sơn mạch bên trong toàn bộ sơn mạch linh thú đều hoảng loạn lên có chút không tin tà nâng lên mười ngàn điểm dũng khí đi khiêu chiến nhân loại kia đáng tiếc hạ chàng lại cùng lúc trước những cái kia linh thú một dạng bị vô thanh vô tức xóa sạch sinh mệnh cấp ba linh thú là như vậy bốn cấp linh thú cũng là như vậy sau cùng cấp năm cấp sáu linh thú đi lên vẫn là như thế đến sau cùng thẳng đến ba cái cấp bảy linh thú nhào tới trước vẫn là như thế không minh bạch bỏ mình về sau vạn thú sơn mạch linh thú nhóm rốt cuộc biết cái gì là hoàng sợ trong nội tâm đã sợ hãi cái này tà mị nam nhân trong lúc nhất thời toàn bộ sơn mạch thú chạy chạy trốn phi điều vút không phàm là cái kia hắc bảo nam nhân chỗ trải qua chi địa tất cả linh thú đều tan tác như chim muông hoảng là một đoàn rốt cục nam nhân kia quanh người không còn dã thú quát kêu lúc vùng núi này bên trong tránh thức vương giả cũng rốt cục buông xuống đến cái này trước mặt nam nhân ngươi là ai dám xông thẳng ta vạn thú sơn mạch chỗ sâu phần phật một trận cuồng phong bay múa nhưng người một tiếng chấn thiên triệt địa gầm thét truyền ra nam nhân kỳ hướng trên đỉnh đầu một đỉnh to lớn hắc ảnh như mây đen bao bọc đỉnh giống như thẳng tắp hướng phía dưới đẻ xuống ba cái tràn đầy sắc mặt giận dữ đầu chim nhìn chằm chằm phía dưới cái kia tỉ mỉ bóng người nhỏ bé quát mắng liên tục mà cái kia cự điều trung gian đầu lâu cái chán cuồn cuộn ngọn lửa màu xanh đang không ngừng thiêu đốt lên tản mát ra khiếp người uy thế khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung người áo đen kia không có nhìn nó liếc một chút chỉ là khẽ cười một tiếng mở miệng yếu ớt tam thủ quái nha đã lâu không gặp thế nào người biết ta chố mắt nhìn cái kia tam thủ quái nha một mặt kỳ dị nói mỉm cười lấy lắc lắc đầu người áo đen kia chậm rãi nâng lên đầu lộ ra bộ kia quen thuộc khuôn mặt cười nói thế nào người không biết ta sao nhớ đến ta lần thứ nhất mang tiểu tam tử tới nơi này vẫn là ngươi tiếp chúng ta đi gặp đến côn bằng tiền bối đâu Trác tiên sinh trong mắt bất giác lắc một cái tam thủ quái nha không khỏi sững sờ về sau liền vội vàng hàng hạ thân không người nói không biết Trác tiên sinh đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội vừa mới ta cũng là nghe nói trong dãy núi có nhân loại cường giả tới quấy rối lại không biết chắc tiên sinh đến nếu có chỗ mạo phạm mong rằng thứ tội chậm rãi khoát khoát tay chắc phàm từ chối cho ý kiến cười nói ha 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 không ngại dù sao ta là muốn đi gặp côn bằng ngươi đến rất đúng lúc mang ta đi đi ây cái này không khỏi trì trệ tam thủ quái nha lộ ra có chút khó xử nói xin lỗi chắc tiên sinh mười phần thật xin lỗi ngài đột nhiên tới ta phải trước hướng chủ nhân xin chỉ thị ngài trước ở chỗ này chờ một lát có chủ nhân thanh viêm hộ thân chắc hẳn đồng dạng linh thú không dám đả thương ngài mi đầu không khỏi vầy một cái chắc phàm thật sâu nhìn nó liếc một chút lại là sủy cười ra tiếng cái này tam thủ quái nha vừa mới lời kia nói lấy lòng nhưng là trong câu chữ lại tràn đầy tranh chua trí nói cái gì ngươi có chủ nhân thanh viêm hộ thân linh thú liền không dám đả thương ngươi nói bóng gió chính là tiểu tử ngươi mẹ hán chớ đắc ý nếu là không có chủ nhân ban tặng thanh viêm ngươi có thể dễ dàng như vậy đi vào vạn thú sơn mạch nội địa chỗ sớm mẹ hắn bị ven đường linh thú cho nuốt sống cản dỡ cái gì sức lực rất hiển nhiên hắn là ở trong tối phúng chính mình một đường đánh vào tới sự chỉ là mượn côn bằng uy phong mà thôi đáng tiếc hắn lần này lại là mười phần sai ánh mắt không khỏi khẽ híp một cái trác phàm cười lạnh nói tam thủ quái nha ta cùng côn bằng tiền bối cũng là bạn cũ làm gì khách khí như vậy trực tiếp mang ta đi liền tốt cái này ý không thể được vạn thú sơn mạch có chính mình quy củ muốn gặp chủ nhân nhà ta, bất luận là ai, đều muốn đi đầu thông báo. Chủ nhân cho phép, mới có thể nhìn thấy. Nếu không, ta như thế dẫn ngươi đi gặp, chủ nhân nhất định sẽ hạ xuống trách phạt. Vội vã lung lay ba khỏa to lớn đầu chim, tam thủ quái nhà kiên quyết không chịu. Bất đắc dĩ bật cười lắc lắc đầu, chắc phàm thở dài một tiếng. Ai, ngươi đến lúc này một lần, lại muốn phí bao nhiêu công phu, sau cùng lão gia hòa kia còn không phải muốn gặp ta. Như vậy đi, ngươi dẫn ta đi, chỗ có trách nhiệm ta đến gánh ngươi liền nói ta bắt cóc ngươi đi, như thế nào? Ngươi, không khỏi khẽ giật mình, tam thủ quái nha thật sâu nhìn chắc phẩm nước một chút, lại là nhịn không được yên lặng cười rộ lên, trong mắt vẻ khinh miệt, không che giấu chút nào, xin nhờ, tiểu tử ngươi dù nói thế nào cũng là có đầu người, làm sao nói hết chút cái này không có não lời nói đâu, lão tử đường đường cấp trí linh thú, làm sao có thể bị người bắt cóc đến, nếu là bình thường linh thú lời nói, hoặc là có cái này khả năng, dù sao ngươi có chủ nhân thanh viêm tại thân. Thế nhưng là cái này bảo vật lão tử cũng có à ngươi dựa vào cái gì có thể áp chế cho ta quả thực là chuyện cười ha 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 trong lòng đã biết hắn ý tứ chắc phàm lại là cũng không nói lời nào chỉ là cùng theo một lúc cười rộ lên thế nhưng là cười cười chắc phàm sắc mặt lại là trượt trầm xuống triệt để lạnh xuống tới ngay sau đó mắt trái bên trong từng đạo màu đen lôi viêm đột nhiên xuất hiện tản mát ra quần cuộn hủy diệt khí tức hô đột nhiên ở giữa dường như một tòa cao trăm trượng núi từ trên trời sáng xuống hung hăng nện ở trên lưng mình giống như nhưng nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang cái kia tam thủ quái nha thân thể khổng lồ đã là đụng một tiếng hung hăng đập xuống đất trung gian đầu cái chán ở giữa cái kia một túm kịch liệt thiêu đốt thanh viêm cũng là ngăn không được lay động phảng phất tại anh ngại cái gì đông dạng hô 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 vài cái lấp lóe liền bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa ẩn giấu vào tam thủ quái nha trong thân thể cũng không tiếp tục đi ra sáu cái nhỏ bé trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại tam thủ quái nha bất giác giật này cả mình trong lòng đã giật mình tột đỉnh chủ nhân hắn linh thú chi chủ ngũ đại thánh thú đứng đầu ban tặng thiên địa văn hỏa số một hỗn độn thanh viêm vậy mà trong nháy mắt này liền bị người bước về thể nội rốt cuộc tòa không ra đến cái này sao có thể đây chính là thiên địa sơ khai về sau thế gian mạnh nhất năm đại lực lượng một trong a làm sao có thể sẽ bị dễ dàng như vậy áp chế tam thủ quái nha quả thực không thể tin được đây là thật chỉ là quay đầu nhìn về phía chắc phàm cái kia trong mắt chỗ sâu không ngừng thiêu đốt đen nhánh hỏa diễm lúc lại là ngăn không được trong lòng run rẩy giống như tử thần hàng lâm đồng dạng nhất thời không dám phản kháng mảy may tiên nhân loại này nắm giữ diệt sát thánh thú lực lượng trong lúc nhất thời tam thủ quái nhà tựa hồ đã minh bạch hết thảy toàn thân càng là ngăn không được run rẩy lên tầng tầng mồ hôi lạnh đã là thấm đầy toàn thân lông tóc càng không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét tà dị cười nhạo hai tiếng chắc phàm nhẹ giơ lên một chân phiêu hốt đạp vào tam thủ quái nhà cái kia còn tại run không ngừng phần lưng đạm mạc lên tiếng hiện tại người có thể ưỡn ngực ngẩng đầu nói với côn bằng là ta bắt cóc người đi đi liên tục không ngừng điểm ba khỏa tản ra thật sâu vẻ sợ hãi cự đầu to tam thủ quá nha cái này xưng bá vạn thú sơn mạch tuyệt thế vương giả cấp chín linh thú giờ này khác này dĩ nhiên đã sắp hoảng sợ tè ra quần vậy thì tốt chúng ta đi không có lại nhìn hắn một cái chắc phàm mắt trái bên trong màu đen lôi viêm mỗng rừng vừa thu lại phiêu hốt nhìn về phía nơi xa cái kia quen thuộc phương hướng không có cái kia khủng bố uy áp tam thủ quái nha cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy nhưng cũng không dám lại quay đầu nhìn trác phàm liếc một chút mà chính là đàng hoàng mở ra cánh nhất thời bay lên trời một cái chín trăm dặm hướng về côn bằng nơi ở bay đi bất quá giây lát thời khắc cái này một người một thú liền đã đi vào cái kia to lớn đỉnh núi chỗ cái kia quen thuộc cửa động giống như một trương thâm thúy miệng rộng giống như phảng phất muốn đem người một miệng nuốt vào giống như run run rẩy dày, dày địa phi đến cửa động bên cạnh tam thủ quái nha không khỏi có chút khó khăn dù sao không có thông báo chủ nhân liền đem ngoại nhân mang vào thế nhưng là phạm vương giả kiên kỵ nhưng hắn cũng không có cách ai bảo tên nhân loại này mạnh hơn hắn đâu kết quả là tại trầm ngâm sau một hồi khá lâu tam thủ quái nhà mới kiên trì ấp úng hô lên âm thanh chủ chủ nhân cha tiên sinh đến cầu kiến xin gặp cái gì cha ta đến thế mà trong động côn bằng thanh âm còn chưa phát ra một đạo mừng rỡ đứa bé âm thanh dĩ nhiên đã chuyển tới ngay sau đó nhưng gặp một đạo hồng ảnh lóe ra cổ tam thông cái kia nhỏ nhắn thân thể đã là gấp không thể chờ bay ra ngoài nhất thời đụng vào chắc phàm trong ngực một trận mừng rỡ lão cha người rốt cục đến xem ta nhìn lấy trong ngực cái này cùng mình có chút thân cận không có chút nào tạp chất hài đồng chắc phàm cũng là không khỏi trong lòng mềm nhũn cười khẽ một tiếng tiểu tam tử lần này lão cha cũng không chỉ là đến nhìn người từ nay về sau lão cha sẽ một mực bồi tại bên cạnh người thật không khỏi khẽ giật mình cổ tam thông thật sâu nhìn chắc phàm liếc một chút nhất thời mừng rỡ như điên hét to lớn tiếng quá tốt cha muốn một mực bồi tiếp ta quá tuyệt ta có cha bồi đúng lúc này lại là một tiếng cởi mở cười to truyền ra côn bằng hóa thành hình người đại hán hùng hậu thân thể dần dần xuất hiện tại trác phàm trước mắt vừa thấy được hắn liền ngăn không được cười to lên ha 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 tiểu quỷ ngươi làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này mà lại cũng đến không mang hộ cái tin lão phu để cho cái kia ba đầu chim đi đón ngươi à không làm phiền đa tạ đạm mạc gật đầu Chắc phàm trong mắt hơi híp, cười khẽ một tiếng. Tuy nói vừa mới côn bằng lời này thuyết khách khí, nhưng là chắc phàm dĩ, nhiên đã theo hắn trong mắt, nhìn đến cái kia tia thật sâu khúc mắc chi sắc. Nếu là mỗi người đến hắn chỗ này, đều là không trải qua cho phép liền theo đến theo đi, hắn còn thế nào được xưng tụng là vương giả đây. mươi 849, xưa đâu bằng nay, lạch cạch một tiếng, chắc phàm ôm lấy cổ tam thông nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó quay người sờ sờ tam thủ quái nha cái kia thân thể ấm áp ra lông, dường như mò chính mình sùng vật giống như cười khẽ một tiếng tốt đa tạ người đưa ta tới đây nơi này không có người sự tình đi xuống đi ách lúc trước còn tràn đầy ý cười khuôn mặt bất giác chỉ trệ côn bằng tấm kia biểu lộ ra khá là hào khí mặt mũi không khỏi hơi hơi run run về sau nụ cười cũng dần dần tán đi xuống một đôi thằng tắp nhìn chăm chú về phía tam thủ quái nha trong ánh mắt thậm chí tản mát ra bằng lãnh tức giận phải biết cái này tam thủ quái nha thế nhưng là hắn thủ hạ trợ thủ đắc lực chi thần chỉ nhìn hắn giao phó tam thủ quái nha chính mình độc có sức mạnh, hỗn độn thanh viêm thì không phải bàn cãi, cái này tam thủ quái nha, tuyệt đối là hắn tâm phúc, nhưng là là chính là như vậy tâm phúc, thế mà không có được hắn đồng ý, liền đem một ngoại nhân đưa đến hắn phủ đệ, mà lại, còn đối người kia theo lệnh mà làm, cái này rõ ràng cũng là làm phản a, à. mà lại, chắc phàm như thế cách làm, cũng rất rõ ràng, là đi quá giới hạn là tội, căn bản chính là đào hắn góc tường, thân là vạn thú chi vương hắn, thấy tình cảnh này làm sao có thể không phát giận, chỉ bớt quá trác phàm ở xa tới là khách, cũng không có làm cái gì quá phận sự tình, liền cũng không tiện hướng hắn hỏi tội, nhưng là cái này tam thủ quái nha, làm vì chính mình nô bộc, nhưng là coi là chuyện khác, kết quả là, Côn bằng nhìn chằm chằm tam thủ quái nha ánh mắt càng phát ra băng lãnh, thậm chí đến sau cùng đều đã là xuất hiện trần trụi sát ý, nhìn thấy cái này, tam thủ quái nha nhất thời thân thể lắc một cái, dọa đến sắp khóc đi ra, ba cái đầu trên hai gò má, tất cả đều treo đầy ủy khuất chi sắc ta nói chủ nhân a à. cái này thật không trách ta ta thật sự là bị bức phải a à. thế nhưng là côn bằng nơi nào sẽ tin tưởng điểm này trong lòng sớm đã nhìn cái này chim to ba cái đầu không vừa mắt hận không thể một cái đem bọn họ tất cả đều nắm chặt xuống mới hà giận Ây, côn bằng tiền bối lần này đột nhiên trước tới quấy giày có nhiều mạo muội cũng là ta kéo lấy cái này tam thủ quái nha đưa ta tới đây không thể sớm thông báo còn mong rộng lòng tha thứ tại hai thù cái kia một khổ giận dữ trên mặt ban khoan nửa ngày Trác phàm lòng dạ biết rõ không khỏi bật cười một tiếng không biết là hảo ý vẫn là mượn cơ hội đổ dầu vào lửa phiêu hốt mở miệng nói nghe được lời này côn bằng trên mặt lại là càng giận thậm chí đã không làm bất luận cái gì che giấu trong lòng một trận oán thầm đây là lão tử thủ hạ lão tử thích làm gì thì làm gì dựa vào cái gì ngươi đi cầu tình làm người tốt bất quá hắn còn hữu dụng đến lấy trác phàm địa phương làm lấy hắn mặt cũng không tiện quá mức trách móc nặng nề vạch mặt liền hít thật sâu đem bên trong tâm nộ khí đè xuống bình tĩnh mở miệng thế nhưng là hắn tiếng nói chưa ra cổ tam thông cũng đã không thèm quan tâm khoát tay một cái nói này vậy thì có cái gì không được sao lão cha là người một nhà ta tiểu tam tử vị trí cũng là lão cha nhà lão cha chính mình về nhà còn cần đến cái gì thông báo a à? ngài nói có đúng hay không a à? đại bá ây vâng 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 ha 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 ra mặt bất giác trì trệ côn bằng gặp cổ tam thông đều nói như vậy bất giác cười khan một tiếng thuận theo mà xuống nói tam thủ quái nha người hãy nghe cho kỹ chắc phàm là người một nhà về sau hắn tùy thời tới gặp ta không cần thông báo nghe rõ chưa côn bằng vừa mới bắt đầu còn cười nhẹ nhàng nhưng là nói xong lời cuối cùng một câu lại là nghiến răng nghiến lợi hung hăng chừng lấy tam thủ quái nha dường như gian dậy giống như cổ tam thông nhìn thấy cái này không có có tâm cơ còn không rõ ý coi là đây là côn bằng nghiêm khắc giáo huấn thủ hạ về sau muốn đối xử tử tế chắc phàm thế nhưng là chắc phàm dĩ nhiên đã nghe ra hắn trong lời nói cái kia nồng đậm một cỗ vị chua chính mình tâm phúc bị ngoại nhân chỉ huy đến chỉ huy đi hắn tâm lý có thể không chua sao không khỏi chắc phàm nhịn không được cười lên lắc lắc đầu cái kia tam thủ quái nha nghe đến lại là đầy bụng ủy khuất vội vã gật gật đầu giật mình không còn dám lên tiếng còn đứng ở nơi đó làm gì lên một bên hóng mát đi một hồi lại tiễn chắc phàm rời đi lần nữa hung hăng nguyết hắn một cái côn bằng giờ này khác này nhìn cái này tam thủ quái nha thật sự là lông mày không phải lông mày cái mũi không phải cái mũi nhìn chỗ nào chỗ nào không vừa mắt giống to liên tục tam thủ quái nha câm như hến cái gì cũng không dám nói chỉ có thể run run rẩy rẩy làm theo ngồi xổm ở một bên đàng hoàng im miệng không nói chờ đợi chủ nhân phân phó thật sâu nhìn côn bằng liếc một chút cổ tam thông bất giác một mặt kỳ quái bá phụ ngày hôm nay hỏa khí rất lớn nha xảy ra chuyện gì sao ách không có việc gì không có việc gì đau răng chậm rãi khoát khoát tay côn bằng từ chối cho ý kiến qua loa nói phốc thế nhưng là nghe đến lời này chắc phàm lại là kém chút từng ngụm từng ngụm nước không có phun ra ngoài đau răng ai ra ngài nhưng là chân chính thánh thú đau thường bất nhập thiên địa vạn lực bất xâm làm sao có thể êm đẹp địa hội đau răng đây rõ ràng cũng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe biến tướng thừa nhận là bởi vì lão tử sinh khí mà cổ tam thông cao mày tựa hồ cũng là có chút khó có thể tiếp nhận như thế kỳ hoa lý do nhưng gặp côn bằng không muốn ràng, hắn cũng thì không hỏi tới nữa. Mà chính là ông lấy chắc phẩm cổ, cười hì hì nói. Đại bá, ngươi có thể cho cái kia chim to rời đi, cha ta không cần nó đưa. Bởi vì lão cha vừa mới đã nói, hắn muốn một mực làm bạn với ta. Không đi, hắc hắc hắc, ừm, dạng này à, cái gì? Không khỏi giật mình, côn bằng bất khả tư nghị nhìn về phía chắc phàm, hét to lớn tiếng. Tiểu tam tử vừa mới nói là thật à, ngươi cũng muốn ở lại chỗ này, ngươi những sự tình kia đây lão phu giao ngươi làm những việc kia đâu không làm sao nhìn chằm chằm cái kia kinh ngạc khuôn mặt chắc phàm không khỏi bật cười một tiếng mở miệng yếu ớt côn bằng tiền bối trước khi trả lời ngươi vấn đề này ta trước nói một chút gần nhất ta thu hoạch ngài gọi ta làm việc ta đã làm được một kiện trước đó không lâu ta vừa mới gặp qua phần thiên long tổ thân thể nhịn không được chấn động côn bằng sắc mặt không khỏi khuôn mặt có chút động hắn đều nói gì với ngươi cái gì đều nói bao quát thượng cổ thời kỳ tiền căn hậu quả còn có ta bản thân tình cảnh mỉm cười chắc phàm không khỏi có chút thương cảm thở dài thật sâu hít một hơi côn bằng gật gật đầu sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên đã như vậy ngươi là biết tất cả mọi chuyện a à. như vậy ta đến hỏi ngươi ngươi muốn làm sao còn có thể làm sao bị cùng một cái địch nhân truy sát đương nhiên cùng các ngươi là một chiếc thuyền không khỏi cười khổ một tiếng chắc phàm một mặt hưu quạnh nói côn bằng trước đó bởi vì ngài hiệp trợ ta theo không có gì cả được đến tất cả mọi thứ thê tử, nhi tử, bằng hữu, người nhà, thế nhưng là, hiện tại cũng là bởi vì các ngươi, ta không thể không đem những này toàn bộ bỏ đi. Hiện tại ta cũng không biết cái kia hận ngươi, vẫn là cảm kích ngươi, nhẹ nhàng vuốt vuốt trầm sâu, côn bằng lạnh lùng lướt hắn một cái, mở miệng yếu ớt, lúc trước chúng ta gặp nhau lúc, ngươi không có gì cả, hiện tại ngươi vẫn là không có gì cả, có thay đổi gì sao? Ha ha ha, tóm lại, muốn nắm giữ hết thảy, liền muốn giữ lấy cái mạng này, nghênh đón thắng lợi sau cùng. Lão phu không cầu ngươi không hận, cũng không cần ngươi cảm kích, chỉ bởi vì chúng ta đều tại một sợi dây, lão phu cùng hắn mấy cái thánh thú đều là thoát thân không ra, cho nên rất nhiều chuyện đều cần ngươi này nhân loại thân thể thay chúng ta làm, cho nên lúc ban đầu ngươi nói muốn tìm thiên đế di tích, đến thiên đế truyền thừa, lão phu thì minh bạch, ngươi trung quy sẽ trở thành chúng ta người. Ha ha ha, quả không ngoài dự đoán, ngươi không có để lão phu thất vọng, không chết ở cái kia lạc lôi hạp bên trong, không hổ là cựu đệ tử, đúng cái này khốn cảnh cái kia lão hỏa long có biện pháp nào sao thật dài phun ra một ngụm chọc khí chắc phẩm sắc mặt hưu quạnh đạm mặc mở miệng đem long tổ nói từng cái nói ra nghe qua về sau côn bằng vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ không sai gật đầu thì ra là thế cái này phàm giai kết giới còn có tám cái lỗ thủng xưng vì thiên địa phong huyệt à ha 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 đầu kia hỏa long theo ngục giam vào nam ra bắc ngược lại là bị hắn phát hiện cái này một huyền bí giúp bọn ta thoát khốn dù sao cũng so lão phu canh dự ở cái này vạn thú sơn mạch cái gì cũng không biết đến mạnh ân đã cái này phàm giai kết giới có lỗ thủng thì nói rõ thiên đế không minh thần đồng cũng không phải là hoàn mỹ chúng ta như liên thủ còn có thủ thắng khả năng tiểu tử thật tốt còn sống a à, có lẽ sau cùng chúng ta sẽ sáng chế một mảnh sinh cơ đây ha 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 hung hăng vỗ vỗ chắc phàm bà vai côn bằng ngửa mặt lên trời cười to lên dường như bọn họ đã thắng lợi trong tầm mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn chắc phàm lại không hưng phấn như vậy dù sao phần này ân oán là thượng cổ truyền xuống cùng hắn không có nửa xu quan hệ hắn làm sao lại cuốn vào đâu hơn nữa còn vì thế xa nhà xa vợ nghĩ đến đây chắc phàm trong lòng liền ngăn không được đau thở dài một hơi kéo lại cổ tam thông tay liền muốn rời khỏi tiểu tam tử sau này cùng lão cha đi thôi chúng ta sẽ không tách ra chờ một chút ngươi muốn làm gì không khỏi sững sờ côn bằng đại khiển trách quát mắng liếc mắt liếc một cái hắn chắc phàm đạm mạc mở miệng long tổ bàn giao nhiệm vụ ta cần tiểu tam từ hiệp trợ huống hồ hắn cũng cùng việc này rất lôi kéo cùng nhau ta không cần thiết liền hắn cũng vứt bỏ cái kia lão long giao cho ngươi việc bằng ngươi một người hoàn thành lên thuận lợi hơn a à, nếu là có phiền phức hoàn toàn có thể ngọc giản truyền tin đi cầu viện binh không cần thiết mang tên tiểu quỷ ở bên người vướng bận vẫn là đem hắn lưu tại lão phu nơi này thật tốt điều giáo đi không thể nói được về sau ngũ đại thánh thú liên thủ cần kỳ lân chi lực ánh mắt khẽ híp một cái côn bằng lạnh lùng lên tiếng thế nhưng là nghe được lời này chắc phàm lại là khinh thường bĩu môi suy cười rộ lên theo ngươi điều giáo bá thiên lôi hoàng là như thế nào chết ta thế nhưng là nhất thành nhị sở ta liền sợ tiểu tam tử còn chưa trưởng thành liền đã bị ngươi cho hút đi kỳ lân chi lực chết cũng không biết chết như thế nào ta chắc phàm nhi tử há có thể rơi vào như vậy trong hiểm cảnh không khỏi khẽ giật mình cổ tam thông không rõ ràng cho lắm ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc tiểu tam tử ngươi tin tưởng ta lời nói thì theo ta đi về sau ta tìm cơ hội giải thích với ngươi biết hắn suy nghĩ trong lòng trác phàm đạm mạc lên tiếng cổ tam thông trầm ngâm một chút thật sâu nhìn trác phàm lướt một chút sau đó bình tĩnh gật đầu mí mắt lắc một cái côn bằng lại là không tự chủ được suy cười rộ lên muốn đi trác phàm ngươi cho rằng đây là địa phương nào ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi được sao có lẽ trước kia không có khả năng nhưng bây giờ ha 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 coi là chuyện khác một tiếng cười khẽ Chắc phẳng ngón tay búng một cái, nhất thời một cái giống như núi nhỏ lớn nhỏ kim sắc viêm cầu liền xuất hiện tại hắn trong tay. Côn bằng thấy một lần, nhất thời giật mình, lão long long tức đan, cái kia tam thủ quái nha, thì là giật mình vội vàng hướng rúc về phía sau cái đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Hừ, hừ hừ, người cho rằng cái này long tức đan, có thể làm gì lão phu sao, thế nhưng là rất nhanh, côn bằng liền lại cười lạnh, khinh thường nói, tuy nói đây là lão long toàn lực nhất kích, nhưng là lão phu cũng không phải ăn chay chúng ta thánh thú giao thủ thế nhưng là cho tới bây giờ chưa phân thắng bại lão phu sẽ sợ cái này thế nào ngươi không sợ khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung chắc phàm không khỏi nhếch miệng bật cười lên đúng vậy a à. các người thánh thú không phân thắng thua lòng tổ chính mình cũng không làm gì được ngươi huống chi là hắn long tức đan bất quá ta cũng đã nói cái này lúc trước côn bằng ngươi đừng quên ngươi vì cái gì không thể rời bỏ vạn thú sơn mạch thân thể thình lình lóc một cái côn bằng nhất thời sắc mặt đại biến không sai ngươi dựa vào vạn thú khí tức che giấu bản thân khí tức cái này long tức đan mặc dù không làm gì được ngươi nhưng lại có thể đem toàn bộ vạn thú sơn mạch hủy đến lúc đó ngươi thân hình bại lộ không biết thiên đế đánh tới ngươi cảm thấy ngươi còn có mệnh sống sao đốt thanh viêm song đồng nhịn không được run rẩy cuối cùng côn bằng chỉ là bất đắc dĩ thở dài thật sâu nhắm mắt lại phất phất tay nói tính ngươi lợi hại tiểu tam tử ngươi mang đi đi có điều ngươi xác định bằng thực lực ngươi người có thể hộ đến hắn sao hắn tuy là thánh thú tri tử nhưng bây giờ còn chưa trưởng thành cho dù bây giờ đang ở phàm giai có thể đòi mạng hắn người cũng không ít có lẽ trước kia hộ không nhưng từ nay về sau ta chắc phàm tuyệt đối có thể bảo vệ được đem long tức đan thu lại chắc phàm ánh mắt kiên định mắt trái bên trong ngột đến hiện ra màu đen lôi viêm dù sao ta thế nhưng là phụ thân hắn nói hắn liền lôi kéo cổ tam thông tay nghênh ngang rời đi chỉ để lại côn bằng một mặt kinh dị nhìn lấy hắn trong mắt tràn đầy vẻ kiêng rè cái kia ánh mắt là cái quái gì tam thủ quái nha cũng là đuổi bước lên phía trước phủ phục cầu đạo chủ nhân thực không dám giấu giếm vừa mới tiểu thật là bị hắn bức hiếp đưa tới thật sâu nhìn cái này quái quạ liếc một chút sau đó lại nhìn chằm chằm chắc phàm xa như vậy đi bóng lưng côn bằng cuối cùng thở ra thật dài gật gật đầu thì ra là thế tiểu tử này đã xưa đâu bằng nay a à? chương 850, trung châu đại địa đại lục nam châu trung châu vi tôn kiếm tinh nhất quốc, độc bá thiên hạ, tại toàn bộ đại lục thế lực phân bố bên trong, Trung Châu không thể nghi ngờ là cường thịnh nhất một khối, cường giả như mây, tại còn lại địa giới, hóa hư cao thủ đã có thể đi ngang địa phương, tại Trung Châu cái này địa vực, lại chỉ có thể là làm chút canh cổng chân chạy kiếm sống, cùng cường giả hai chữ mày may kéo không lên bất kỳ quan hệ gì, thậm chí cửa thành canh cổng canh gác, trên đường cái tuần tra tàn bộ vệ sĩ, cũng không ít hóa hư cường giả pha tạp bên trong, thấy tình cảnh này không ít đến từ còn lại bốn châu tu già tất cả đều giật mình sợ mất mật âm thầm vì trung châu thực lực tắc lưỡi riêng là cái này một châu liền vì một nước cùng còn lại bốn châu thế lực ở giữa tứ tán phân bố lộn xộn khác biệt đây chính là tất cả cường giả thống nhất quản lý lực ngưng tụ coi là thật khiến cho mọi người hoang sợ mà liền hóa hư cường giả tại cái này địa phương đều là như thế tình cảnh kia liền càng không nói đến thần chiếu thiên huyền hàng ngũ tu giả cũng chỉ có thể tại trung châu lan lộn cái bưng trà rót nước tiểu nhị tương xứng kết quả là những cái kia đến từ bốn châu cường thịnh thế lực tại chính mình khu vực đều là la lối om sòm không ai bị nổi quý công tử nhóm đi tới nơi này a cái đi ra ngoài tùy tiện đụng tới cá nhân đều có thể đem bọn hắn bóp chết cường già trong quốc gia không khỏi tất cả đều cục đuôi nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí sống qua lên mà trong này tự nhiên cũng bao quát một đôi quái vật cha con nhớ năm đó tại bọn họ khu vực đây chính là gây tai họa không sợ đòi nợ khắp nơi trong bức đánh giết phủi mông một cái chuẩn mất không chút phật lòng nhưng ở chỗ này lại cũng không thể không cẩn thận một chút sợ chọc một số không tất yếu phiền phức nguy hiểm cho lo lắng tính mạng chờ một chút chỗ nào đến một tòa cao lớn trước cửa thành khắc lấy ba chữ to phi vân thành mà ở chỗ này tất cả ngự không bay tới tu giả tất cả đều mười phần tự giác thân hình rơi xuống lạng yên sắp xếp chỉnh tề đội ngũ thành thành thật thật hướng nội thành đi đến cửa thành hai bên đứng đấy hai vị lão giả tóc trắng mục đích hiện tinh quang toàn thân khí thế cường hãn, ngăn không được hướng bên ngoài tàn ra, vừa nhìn liền biết đây là hai vị tại hắn địa vực khó được, ở chỗ này lại nhiều vô số, kể hóa hư cường giả. Giờ này khắc này, bọn họ hình như là dâng lên mặt mệnh lệnh, ngay tại đối sắp vào thành tất cả mọi người, gấp rút kiểm tra, không biết lại xảy ra chuyện gì, vậy mà như thế giới nghiêm lên, một bộ hắc bào khoác thân thể, một tay nắm một cái mũ mĩm hồng hồng, hồng quang đầy mặt bảy tuổi nam hải nam tử, cẩn thận chặt chẽ đi vào hai người trước mặt, hơi khom người một cái nói khởi bầm hai vị tiền bối vãn bối đến từ tây châu khu vực bởi vì bị kẻ thù truy sát băng một đường trốn đến mong rằng hai vị tiền bối tạo thuận lợi mới là bị kẻ thù truy sát ánh mắt khẽ híp một cái cái kia hai cái lão đầu trên dưới dò xét người áo đen liếc một chút khẽ gật đầu cười lạnh khinh miệt nói ha ha thần chiếu ngũ trọng thực lực còn mang theo một cái thằng nhóc con làm liên lụy khó trách bị người đối giết đi thôi đi thôi người loại tiểu nhân vật này lượng người cũng lật không nổi cái gì sóng lớn đến đúng vậy a à, đúng vậy a à. đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối liên tục không ngừng gật đầu người áo đen kia một trận cảm kích tiếp lấy liền vội vàng lôi kéo trong tay hài đồng vội vã hướng nội thành đi đến dường như chạy trốn giống như hai người thật sâu nhìn đôi phụ tử kia liếc một chút lại là không khỏi cùng nhau khinh bỉ cười to lên ai đây chính là người yếu a à. cả một đời chỉ có chạy trốn phần không phải sao giống hắn dạng này con kiến hôi chạy đến trung châu đoán chừng so tại tây châu càng khổ sở hơn sống ha 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 hai người đối mắt nhìn nhau một trận chiêu chọc tiếp lấy liền tiếp tục thực hiện chức trách đối đằng sau người tới tiến hành kiểm tra thế nhưng là chợt hai người lại là nhất thời cảm thấy phía sau lưng một trận gió mát tập kích qua ngăn không được dùng mình trong lòng hoảng hốt phảng phất là sau lưng có gì có thể sợ hung thú hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm giống như không khỏi vội vàng quay người xem thế nhưng là tại cái kia đám người ồn ào trên đường cái bọn họ lại là cái gì cũng không thấy được chỉ có hối hả dòng người đang không ngừng huy động mi đầu hơi hơi lắc một cái, hai người trên mặt đều là lộ ra một bộ vẻ ngờ vực. Lão gia hỏa, vừa mới ngươi cũng cảm giác được sao? Đúng vậy a, à, như bị một con rắn độc để mắt tới. Có một loại nguy hiểm cho tánh mạng cảm giác sợ hãi, ngươi cũng giống vậy sao? Ừm, đạm mạc gật gật đầu, tên lão giả kia một mặt nặng nề. Thế nhưng là suy nghĩ hồi lâu lại, là lại từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, bật cười ra tiếng. Đại khái là chúng ta ảo giác à, dù sao một tháng trước vừa mới ra loại chuyện đó. Đông Phương đại nhân dưới cơn thịnh nộ chém giết mấy trăm dung hồn cao thủ, đem chúng ta đều dọa sợ. Hiện tại thật sự là thần hồn nát thần tính a. À. Bất quá dù nói thế nào, đám tặc tử kia cũng không dám dưới ban ngày ban mặt lộ mặt a. À. Hơn nữa còn vì chúng ta mấy cái canh cổng, ha ha ha. Đúng vậy a, à, đúng vậy a. À. thực có lúc yếu một chút còn tốt, những cường giả kia sẽ không ghi nhớ tốt. Một cái khác lão già cũng là một mặt hậm hực cười khan một tiếng, tiếp lấy liền sắc mặt hơi có vẻ cứng đờ, tiếp tục chính mình bàn trước công tác đúng là mẩy may quên vừa mấy bọn họ là như thế nào chế diễu vừa mới đôi phụ tử kia như thế nào yếu đuối mà một phương diện khác nội thành một cái xó xỉnh chỗ tối tăm người áo đen chăm chú bưng biết lấy hài tử miệng đứng tại một phương trong bóng tối không nhúc nhích chào đón đến cổng thành bên kia hết thảy như thường cũng không có cái gì bạo động mới yên lòng thở ra một hơi thật dài chậm rãi lấy ra che tại hài tử miệng phía trên bàn tay thế nhưng là chiêu này vừa mới lấy ra cái đứa bé kia liền nhịn không được nhảy dựng lên nhìn về phía người áo đen hét lớn lão cha vừa mới cái kia hai cái lão ra hỏa lại dám xem thường ngươi cùng tiểu gia ta từ xuất đạo qua nhiều năm như vậy còn không có ngộ qua như thế uất ức sự tình đây vừa mới nếu không phải ngươi ngăn đón ta tiểu gia cái này đem cái kia hai cái lão già kia đầu vặn xuống tới làm cầu để đá thế nhưng là ngươi như làm như vậy lời nói chúng ta chạy không thoát nơi này chậm rãi ngẩng đầu lên người áo đen lộ ra tấm kia quen thuộc vẻ mặt vui cười lại chính là chắc phàm không thể nghi ngờ chỉ bất quá bây giờ chắc phàm lại là cùng trước kia có rất lớn khác biệt cặp kia thâm thúy trong hai con người giống như một vũng nước trong giống như bình tĩnh mà an lành một chút nhiều lệ khí càng nhiều là vô tận thâm thúy vũ nhẹ nhẹ đập cổ tam thông cái đầu nhỏ chắc phàm không khỏi cười khẽ một tiếng nơi này không so tây châu phi vân thành chính là trung châu cửu vực một trong đô thành thế nhưng là tọa trấn lấy một vị vô cùng cao thủ đáng sợ chúng ta nếu là gặp phải hắn lời nói chỉ sợ rất khó chạy thoát tìm đường sống cái kia sợ cái gì ngài không phải có long tổ cho long tức đan à, gặp phải trực tiếp hô hắn một mặt còn không đem hắn thiêu cái hải cốt diệt hết đính đĩnh đắt đỏ bộ ngực nhỏ cổ tam thông một trận quát to không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu chắc phàm thở dài lên tiếng long tức đan chúng ta chỉ có hai khỏa không phải đến vạn bất đắc dĩ ta không muốn lãng phí nữa tại cái này phàm dai cái kia long tức đan bất luận ném ở đâu đều là tại giày xéo bảo vật huống chi nói chắc phàm trong mắt ngưng tụ một mặt kiên định nói người cũng nên tự thân đủ cường đại mới là bảo đảm nhất ta không muốn quá ỷ lại ngoại lực hủy chính mình tu hành cho nên trong hai năm qua ngài vẫn luyện kia cái gì bàn chân quyết để cho mình tu vi lùi lại trong lòng tràn đầy không hiểu cổ tam thông không khỏi chu chu mỏ một mặt bất mãn nói không khỏi khẽ cười một tiếng chắc phàm chậm rãi lắc đầu trong mắt tĩnh như hồ nước mở miệng yếu ớt bản chân quyết là tu tâm công pháp không phải vì để cho mình tu vi lùi lại giả heo ăn thịt hổ đây chẳng qua là biểu tượng trên thực tế đó là để cho mình trở về nguồn gốc trở về bình tĩnh trong hai năm qua ta nếu không phải một mực tu tập đạo này công quyết lời nói không biết bây giờ tâm cảnh đã sụp đổ thành loại nào bộ dáng nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật có lẽ ta sớm đã trầm luân ma tính không thể tự kiềm chế hiện tại ta tu vi thật sự có thể thuận lợi đột phá đến hóa hương ngũ trọng cũng nhờ có cái này bàn chân quyết vuốt lên tâm cảnh chi công viên lão quả nhiên là sư phụ ta thật sâu nhìn trác phẩm liếc một chút nhìn lấy cái kia hơi có vẻ giật mình lo lắng sắc mặt cổ tam thông bất giác than nhẹ một tiếng biết hắn lại nghĩ tới những cái kia bị hắn cắn răng bỏ qua người đã không còn gì để nói nhưng là rất nhanh lại chỉ chỉ cổ mình ở giữa mang theo một khối kim tòa nói lầm bầm cái này trường mệnh tòa đây Người đeo lên cho ta nó làm gì khó coi chết cùng trẻ em một dạng ây người không phải liền là cái trẻ em sao không khỏi khẽ cười một tiếng chắc phẩm yêu thương xoa bóp cái kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ trêu đùa Tiểu tam tử, thiên hạ nào có phụ mẫu không hy vọng chính mình hài tử trường mệnh khỏe mạnh. Lão cha cho ngươi đưa chế tạo thanh này trường mệnh tỏa. Thế nhưng là tràn ngập lão cha đối người nồng đậm yêu thương. Ngươi như muốn một mực mang theo à? a Ra mặt nhịn không được co lại. Cổ tam thông không còn gì để nói. Lão cha, ta thế nhưng là hơn 300 tuổi. Ngươi còn thật sự coi ta trẻ em a à? Lại nói, cái này trường mệnh tỏa công năng ta cũng không phải không biết. Cũng là che giấu thực lực của ta. À? Vốn là ta đã là hóa hư 6 tầng tu giả nhưng là đeo nó lên, ai cũng cho là ta chỉ là cái bảy tuổi trẻ em một dạng, một đường lên, là người đều dám nắm mà ta, mò đầu ta. nếu không phải ngươi ngăn đón, ta thật nghĩ một cái đem bọn họ bóp chết. ai, nhịn một chút a, à, ngươi cũng coi là kỳ hoa. thiên hạ nào có tiểu hài tử hóa hư cảnh thực lực, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chắc phạm không khỏi khoát tay một cái nói, nếu là thực lực ngươi quá nổi bật, đi vào trung châu cái này khu vực, còn không tại chỗ, thì bị coi như tên dở hơi, nghiêm mặt giám sát lên vậy chúng ta sự tình còn thế nào làm ta biết lão cha ngươi luyện chế cái này có thể ẩn tàng ta khí tức ma bảo là vì ta tốt nhưng có thể hay không luyện cái nhỏ chẳng phải bất ngờ đồ vật giống lớn như vậy một cái kim tỏa treo ở trước ngực nhiều mắt mặt không tệ a à, thẳng lộ ra đáng yêu thế mà cổ tam thông phản nàn còn chưa nói xong chắc phàm đã là đánh gãy hắn khẽ cười nói ngươi nhìn ngươi cái này hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt cỡ nào đồng chân lại thêm cái này trùng mệnh tỏa đeo quả thực cũng là người vô hại và vật vô hại thiên sứ a à. ai có thể nghĩ tới cái thiên sứ này bề ngoài dưới trang lấy một cái hung tàn dã thú đâu đây chính là tê liệt địch nhân tốt nhất lợi khí a à? người có thể tưởng tượng một chút làm chúng ta gặp phải không thể thủ địch tay tất cả mọi người đối ngươi đều không có đề phòng lúc người nhất quyền nện hắn cái xương cốt đứt gãy là như thế nào sảng khoái tràng diện thân thể bất giác chấn động cổ tam thông tỉ mỉ suy nghĩ nửa ngày cuối cùng không sai gật đầu ân có đạo lý không hổ là lão cha hiện tại liền bắt đầu bố cục như vậy lão cha chúng ta lúc nào cùng người kia giao thủ hy vọng vĩnh viễn không muốn giao thủ đi mí mắt bất giác lắc một cái chắc phẩm không khỏi quay đầu nhìn về phía cái này thành trì bên trong vị trí trung ương nhất phương hướng trong mắt bỗng dưng lóe qua một tia thật sâu ngưng trọng đến ban đầu đông châu đệ nhất cao thủ hiện trung châu cửu kiếm vương một trong thượng quan phi vân lần này hành sự nếu là có thể tránh đi hắn tự nhiên tốt nhất nếu không mà nói nói chắc phẩm trong mắt chỗ sâu càng ngưng trọng thêm lên nhớ like để lại bình luận và đăng ký kênh nhé hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo